Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 1. Kính chào sư phụ. Chào. Kính chào sư phụ. Một ngày thật tệ. Dạ. Sáng nay quý vị có tâm trạng không tốt hay gì hả? Dạ, có lẽ. Tôi đó, tôi không có tâm trạng, bực mình cả ngày nay. Quý vị thì sao? Quý vị khỏe không? Chúng con khỏe, thưa sư phụ. Vẫn vui và hài lòng chứ? Dạ sư phụ. Nghe vậy thấy mừng. Còn sư phụ khỏe không ạ? À? Tôi khỏe. Chỉ là quả thật bận quá chừng cả thể chất lẫn tâm linh. Dạ sư phụ. Bảo quý vị rồi, đúng là một kỳ công. Phải tự mình giặt quần áo, giữ nhà, dọn nhà. Chà. Quay phim, chuyên viên ánh sáng. Dạ. Ồ, ngài có thể làm mọi thứ. Trả lời hội thảo gì nữa, nghiên cứu giùm coi. Tôi nghe nói quý vị có một số câu hỏi từ sư tỷ của quý vị. Dạ sư phụ. Người đẹp tóc vàng đó. Dạ, thưa sư phụ, ngài nói rằng có một số tin mới để chia sẻ và chúng con rất hào hứng muốn nghe. Xin sư phụ vui lòng chia sẻ với chúng con. Dĩ nhiên. Tôi viết trong nhật ký và định nói với quý vị vào ngày 24 hay 25 tháng 7 vừa rồi, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm, bởi vì tôi quá bận rộn sắp xếp chỗ ở của tôi, cứ di chuyển và đổi chỗ, vì vậy tôi không khỏe lắm. Thế nên hôm nay cũng tốt là quý vị báo cáo rằng có câu hỏi, vậy chúng ta cùng đi qua một lượt. Dạ cảm ơn sư phụ. Tôi có thể đọc cho quý vị nghe. Thật ra vào ngày 24 tháng 7, nhưng tôi không có đủ chỗ vào ngày 24, nên tôi viết vào ngày 25. Tôi viết ở đây. Ngày 24 tháng 7, 2020, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị cổ vũ. Tôi nghe to và rõ. Ngã chấp tôi có lẽ thích thế. Dù sao, bởi vì có điều làm tôi rất buồn. Xin lỗi là không hào hứng lắm như quý vị kỳ vọng. Ngày nay không có gì thú vị cho lắm. Được rồi, tôi đọc trước. Dạ, thưa sư phụ. Tính đến ngày 24 tháng 7, đây là con số không chính thức về những người đã nhiễm virus COVID-19. Con số này vượt rất xa so với bản tin hoặc con số chính thức. Dạ, sư phụ. Tôi phải cho quý vị biết để đồng tu chúng ta cũng biết nhé. Dân thưa sư phụ. Nhưng đây là một tin rất buồn, tôi không muốn nói ra, nhưng phải nói để quý vị đồng tu và chúng ta, ít ra là đồng tu, sẽ cẩn thận hơn. Dạ sư phụ. Tôi không chắc người ngoài có nghe chút nào không? Dạ sư phụ, chúng con hiểu. Thôi được, tính đến ngày 24 tháng 7, đây là điều tôi đã kiểm tra bên trong. Đây là thông tin bên trong, không phải tin chính thức ngoài đời. Dạ sư phụ. Thiên đàng đã nói với tôi đã kiểm tra bởi vì tôi rất lo lắng về diễn biến của đại dịch. Đại dịch cứ tiếp tục lan rộng trước đó. Dạ sư phụ. Trước ngày 24 tháng 7, và tôi đã không theo dõi bất kỳ tin cập nhật nào từ hôm đó. Tính đến ngày 24 tháng 7, chúng ta có trên toàn thế giới 1.003.322.462 người bị nhiễm COVID-19. Trời ơi, nhiều quá. Tôi chỉ nói về số nhiễm bệnh thôi, chứ không nói về số người chết và vân vân. Dạ sư phụ. Và tất nhiên, một số cũng đang hấp hối. Dạ sư phụ. Nhưng tính đến hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2020, chúng ta có nhiều hơn. Con số luôn luôn gia tăng. Dạ. Tính đến hôm nay, con số là 1.005.432.271 nạn nhân COVID-19, không kể số người tử vong. Buồn quá. Bây giờ tôi muốn đọc cho quý vị nghe thông điệp. Dạ sư phụ, cảm ơn ngài. Mà tôi định nói vào ngày 24 tháng 7 nhưng chưa nói. Thông điệp trong nhật ký của tôi. Đây rồi. Thông điệp cho những ai lắng nghe. Tôi viết ngắn gọn.
Dạ sư phụ. Ý tôi là không phải kiểu như một câu nói trọn vẹn. Như thế nào thì tôi đọc thế đó. Dạ. Sống tự cung tự cấp, được chừng nào tốt chừng nấy. Như nếu có đất đai thì quý vị trồng nông sản, cây ăn trái, vân vân. Dạ thưa sư phụ. Và rau củ, bất cứ khi nào ra ngoài mang đồ bảo vệ đầy đủ, đội nón bảo vệ nữa, như cái nón để che tóc nữa, và đeo kính bảo hộ cho mắt, quần áo che toàn thân, sau khi về nhà thì tắm rửa ngay lập tức. Tôi nói sau nhà bởi vì tôi chỉ viết nhanh, tôi không có nhiều thời gian lắm để viết như bài luận văn ở đây, cho nên thôi không sao. Tôi nói tôi muốn bảo quý vị rằng tôi vẫn còn đây, vẫn đấu tranh cho quý vị. Chúng con biết thưa sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tôi không thể giúp ngưng đại dịch ngay lúc này. Tôi có thể giảm thiểu nhưng không thể giúp hoàn toàn. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, một khi bánh xe nghiệp quả đã lăn thì không thể nào ngưng lại được. Dạ sư phụ. Nhưng tôi đã cảnh báo mọi người trước rồi. Tôi cũng đã cảnh báo quý vị trước đó rồi. Dạ sư phụ. Và tôi cũng đã chính thức cảnh báo mọi người trên truyền hình Vô Thượng Sư. Dù sao thì tôi vẫn còn đây đấu tranh cho quý vị và những ai qua đời. Tôi sẽ chăm sóc cho họ nếu họ là thân nhân của quý vị, nếu họ đã gặp tôi hoặc đã thấy hình ảnh của tôi, hoặc nếu họ không bị ma quỷ hung hăng nhập bên trong, nghĩa là linh hồn họ đã đi mất rồi. Thân sống hay thân chết bên trong chỉ là ma quỷ. Dạ sư phụ, tôi chăm sóc cho bất cứ ai mà tôi có thể, cho linh hồn. Tôi không thể ngưng đại dịch, nhưng tôi sẽ chăm sóc linh hồn của những người thành tâm, những người sám hối, và đặc biệt là thân nhân và bạn hữu của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Một điều nữa, đổi việc làm nếu có thể, để quý vị có thể làm tại nhà. Hoặc quý vị có thể hỏi công ty xem mình có làm ở nhà được không? Điều này có thể sẽ an toàn hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển, cũng giúp môi trường tránh bị ô nhiễm. Tất cả nhà hàng chỉ bán thức ăn mang về, không ngồi lại ăn. Gia tăng tất cả sản phẩm thuần chay, làm nhiều thêm. Tôi chỉ viết ngắn gọn nên cũng đọc gọn vậy. Dạ sư phụ, tất cả sản phẩm thuần chay làm nhiều hơn để gửi đi. Kiểu như người ta đặt hàng và chúng ta gửi khắp nơi. Dạ. Nâng cấp nếu cần, thiền càng nhiều càng tốt khi thời gian cho phép, bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ giây phút nào, bất cứ đâu, để bảo vệ bản thân và cho thế giới thuần chay, cho loài vật không còn đau khổ và từ đó con người cũng không còn nghiệp địa ngục nữa. Những ai đã thấy sự tàn nhẫn chiếu trong các phim hoặc băng hình hoặc thậm chí trên trang mạng của chúng ta về thú vật sống và chết trong đau khổ, tiều tụy và bị hành hạ, mà họ vẫn còn ăn thịt, cá hoặc trứng hay sản phẩm từ sữa, thì sẽ không được cứu chuộc. Vậy, hãy lưu ý, nói với gia đình và bạn bè hãy cẩn trọng và sám hối, và thay đổi lối sống của họ sang lối sống từ bi. Ăn thuần chay là giải đáp. Dạ sư phụ. Và những người, ví dụ như đã ăn thuần chay vì bất cứ lý do nào, nhưng qua đời thì dễ dàng hơn cho tôi chăm sóc linh hồn họ, giúp linh hồn họ lên cảnh giới thiên đàng cao hơn. Dạ sư phụ. Còn những người tiếp tục ăn thịt bất chấp Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo, bất chấp mọi báo cáo của các khoa học gia, bất chấp tất cả các bộ phim phơi bày tất cả sự tàn nhẫn và hành động vô nhân đạo, không thể tưởng tượng của các nhà máy chăn nuôi, mà vẫn ăn thịt, vẫn không thay đổi, thì những người này không thể được cứu chuộc. Đó là những gì tôi nói với quý vị. Thứ lỗi ha, nó không hào hứng cho lắm. Thông điệp quan trọng, cảm ơn sư phụ. Đây là gì đây? Tôi đã viết gì đó. À, phải rồi. Vào ngày 23, tôi viết gì đó ở đây. Như thế nào thì tôi đọc thế đó. Không nhớ là gì. 11:43 tối, thiền đường trường đã xong. Để cứu bản thân do bị mất mát tâm linh, cảm ơn tất cả sự trợ giúp sẵn sàng. Ý nói ai ở cư,
và các vị thiên đế khác bên trên. Có nên ăn mừng với nhân duyên? Tôi viết câu hỏi này, nhưng không làm gì hết. Vào 11 giờ 40 tối trước nửa đêm, đây là tin mà tôi được cho biết, bởi vì tôi quá kiệt sức với kỳ thiền đường trường này. Mặc dù hân hoan nhưng cũng kiệt sức, bởi vì tôi phải thật sự hết sức cố gắng để cứu chính mình. Dạ, tôi mất quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều mất hết, thậm chí còn âm nữa. Trời ơi! Bởi vì mặc dù tôi đang bế quan, nhưng chúng ta thỉnh thoảng vẫn có các hội thảo rất gần đây. Và ngoài ra chương trình BMD giữa thầy và trò được phát sóng trên truyền hình. Dạ sư phụ, tôi phải trả bằng giá trị tâm linh cho tất cả điều này, không phải như không mất gì hết. Dạ hiểu thưa sư phụ, bởi vì con người họ có nghiệp nặng. Nào, ai báo cáo với tôi vậy? Đây rồi. Thôi kệ, cứ đọc rồi có lẽ cuối cùng sẽ biết đó là ai. Dạ thưa sư phụ. 23 giờ 40, nghĩa là 11 giờ 40 tối. Dạ sư phụ, dấu ngoặc kép. Lòng thương yêu từ ái và tinh tấn của sư phụ đã hồi phục lại kho tàng tâm linh bị mất. Đóng dấu ngoặc kép. Đây là OUB, nghĩa là các vị bảo vệ thuộc vũ trụ nguyên thủy. Tốt quá. Và tôi nói cảm ơn đã giúp đỡ và báo cáo. Và tôi nói của tôi, và tôi mừng quá. Tại sao tất cả cứ ca ngợi tôi, không cảm thấy như tôi thật sự kiểu như đầy yêu thương hay gì hết. Nhiều dấu chấm than. Thật ra tất cả quý vị quá tử tế. Ngay cả tắc kè, nhện và chim, tất cả đều làm hết khả năng để cảnh báo và bảo vệ tôi trong cõi vật chất nguy hiểm này, trong sứ mạng đòi hỏi khắt khe này. Tôi thật cảm động và mang ơn tất cả quý vị trong cõi sáng tạo mênh mông, từ các vị thiên đế Ios cư đến tất cả sống. Tất cả cái gì sống? À, nhỏ quá, thậm chí không đọc được chữ viết của chính mình. Đến tất cả tạo vật sống, nhỏ xíu, thương các con biết dường nào. Thượng đế gia trì tất cả các con mãi mãi. Tất cả các con sẽ lên thiên đàng, giải thoát đời đời khỏi cõi hiện hữu thấp kém. Thương, 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 thương. Giờ rồi, vào lúc nửa đêm ngày hôm sau, tôi nói bỗng nhiên trông trẻ quá, trẻ hơn quá nhiều, hoan hô, hy vọng sẽ được lâu. Tuyệt quá! Nhưng không được lâu, đó là từ thiền đường trường. Tôi nghĩ vậy, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để thiền đường trường. Điều khác là không phải tất cả nhện đều tốt. Loài nhện giúp tôi, họ là những chú nhện dẹt màu nâu và thân tròn. Dạ, ồ lạ quá! Loài nhện mà tôi cho ăn bánh mì, họ không tử tế cho lắm. Họ tìm cách ngăn không cho tôi ra ngoài làm gì đó, bởi vì họ mong tôi thất bại. Ồ trời ơi! Ờ, có nói ở đây. Tôi hỏi tại sao vậy, và không biết ai đã trả lời tôi ở đây. Tôi cố gắng sắp xếp gì đó để làm sạch kiến côn trùng này nọ để tránh họ. Và rồi loài nhện đó cố ngăn tôi, bởi vì họ kiểu như dân mạng nhện khắp nơi để tôi không thể đi ra nơi tôi muốn. Nên tôi nói sao các con làm vậy? Và họ không trả lời. Vì vậy tôi phải xua họ đi. Tôi nói ta cần chỗ này, xin lỗi ha. Các con có cả thế giới và cả khu vườn, toàn bộ mọi thứ các con muốn. Chỉ là góc này để lại cho ta. Ta không cần nhiều lắm, không muốn nhiều lắm. Chỉ một góc trên thế giới cho ta được bình yên để làm việc. Và thiền cho thế giới và cho tất cả các con, động vật cũng như côn trùng. Vậy, đừng tìm cách gây rắc rối cho ta. Và sau đó ta không biết ai đã trả lời tôi. Tôi nói tại sao? Và họ nói, các nhện này muốn ngài thất bại. Thành ra tìm cách ngăn ngài đi ra ngoài, để ngài có hòa bình với kiến. Nhện, loài nhện mà tôi cho ăn bánh mì. Dạ. Biết không, có nhện thân tròn, và một con lớn, một con nhỏ. Tôi đến một chỗ nhỏ để tìm gì đó, và có một cô nhện đang mang thai. Cô nhện mang loại đĩa tròn phòng trước bụng, bởi vì cô nhện đang có mang. Và quý vị có thể thấy,
những con nhện con bên trong cái đĩa trắng đó. Và con nhện đến nói với tôi điều gì đó, tôi quên đó là gì. Và tôi nói, ờ, ta biết rồi, các nhện khác cũng nói với ta, cảm ơn các con nhiều lắm, và cố gắng đừng ăn sinh vật sống. Hãy ăn mấy con đã chết hoặc mấy con bị loại bỏ, thì khi các con chết, ta chắc chắn sẽ đem các con lên thiên đàng. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 2. Tôi không đem theo máy ảnh. Và rồi tôi muốn chụp hình cô nhện cho quý vị xem loại nhện nào mà tôi thấy trước đây. Loại nhện đến giải cứu tôi khỏi bị rắn cắn. Tương tự như cô nhện đó, chỉ là lớn hơn thôi. Nếu quý vị thấy thân hình tròn màu nâu nhạt thì là loại đó. Họ rất tử tế. Sau khi cô nhện nói với tôi điều đó thì tôi nói với cô nàng, hãy chăm sóc bản thân và những đứa con trong bụng con, vân vân. Và rồi cô nàng rời đi. Và sau đó tôi tiếc, bởi vì cô nhện nhìn giống bạn nhện đã giúp cứu mạng tôi trong nhà kho, nơi khác. Và tôi tiếc là đã không chụp hình cô nhện đó. Bởi vì tôi muốn cho quý vị xem loại nhện này. Bởi vì trên truyền hình Vô Thượng Sư họ chiếu loại nhện khác. Loại nhện này tôi không thấy họ giăng tơ hay gì cả, họ chỉ chạy khắp nơi. Loại này tròn và màu nâu, nhìn như cua, cho nên tôi tiếc là không chụp hình cô nhện đó. Có lẽ lúc đó tôi không đem theo máy ảnh. Tôi gặp cô nhện đó tại nơi khác, trong cùng môi trường, chỉ là trong căn nhà khác. Trong lúc tôi đang làm gì đó, và rồi khi trở lại phòng riêng của mình, tôi tiếc quá. Tôi nói, ồ, lẽ ra chụp hình cô nàng chỉ để cho nhóm của mình xem. Cùng loại, không cùng một con, nhưng cùng loại. Và tôi nói, ồ nhện ơi, ta quên chụp hình con có cách nào trở lại nơi nào đó, đến nhà ta được không? Tôi chỉ nói như vậy, lặp lại nhiều lần. Và kỳ lạ thay, trong cùng một ngày, chỉ một lúc sau, bởi vì đối với cô nhện đó, phải mất nhiều thời gian mới bò được một chặng đường dài như vậy. Không xa, nhưng đối với cô nàng là xa. Sinh vật bé nhỏ và với các nhện con trong bụng như vậy, trong một cái túi trắng, nhìn như một viên thuốc tròn và trắng. Và rồi cô nhện đến, nhưng tôi không thấy cô nàng. Tôi muốn xịt nước để rửa đi một số xác côn trùng chết. Và cô nhện sợ quá, cô nàng bỏ chạy. Và tôi thấy cô nàng với cái bụng to. Tôi nói, ồ, 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 ồ. Ta thật tình xin lỗi. Tôi không xịt nước trúng cô nhện, nhưng tiếng động và ẩm ướt, tôi xịt một chút, những giọt nhỏ, làm cô ấy sợ. Tôi nói, được rồi, con đi đi, hãy bảo vệ bản thân và các con của con. Ta thật tình xin lỗi vì không thấy con. Rồi kể từ đó tôi không thấy cô nhện nữa. Cô nàng chắc giờ sợ chết khiếp, cô nàng sẽ không quay lại đâu. Biết không, tất cả loài vật này, ngay cả côn trùng, và thậm chí cả nhện và tắc kè như vậy, họ làm tôi cảm động thật nhiều, nhiều lắm. Thật sự như vậy, như trong Kinh Thánh có nói, hãy hỏi chi môn và họ sẽ cho quý vị biết, hãy nói chuyện với cá và họ sẽ hướng dẫn quý vị. Đại khái như vậy về động vật, họ sẽ giúp quý vị. Họ thật sự giúp quý vị, ngay cả tắc kè nhỏ như ngón tay cái của tôi, và cô nhện lớn hơn ngón tay cái của tôi, và rồi dĩ nhiên tám chân. Ôi trời ơi, cô nàng đã đến. Bò suốt quãng đường và tôi không thấy cô nàng. Cô nhện ở một nơi rất rõ ràng, nhưng tôi quá bận vì gắng sức xịt nước để rửa đi cái xác côn trùng chết, đến nỗi tôi không để ý. Và đó là lý do cô nhện sợ hãi và bỏ chạy. Tôi cảm thấy có lỗi quá, tôi cứ nói xin lỗi mãi. Cứ nói, ta thật xin lỗi, thật sự, thứ lỗi cho ta, thứ lỗi cho ta. Ta không có ý làm con sợ, ta không có ý hại con của con. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân con. Và đó là câu chuyện về cô nhện. Cũng có nhiều loài khác, ngay cả những loài nhỏ bé cũng đến nói với tôi. Chú nhện lại tới cho tôi biết điều gì chiều nay. Trời ơi, tôi không có thời gian để viết. Bây giờ tôi quên rồi. Một loài rất nhỏ.
Ồ, phải rồi, bởi vì tôi bị quấy rầy quá nhiều. Gần đây, rất nhiều rắc rối với công việc của chúng ta. Chương trình nào cũng có vấn đề, quý vị biết mà, phải không? Mọi người cũng gặp rắc rối, nên tôi nghĩ có lẽ tôi phải dọn nhà. Ngoài ra, nhiều côn trùng đến quấy rầy tôi, loại nhện nhiều màu sắc đến cản trở tôi như thế đó. Tôi nói có lẽ tôi nên dọn nhà tới nơi khác yên bình hơn. Vì vậy nhện đến. Dài chú nói với tôi, xin ở lại đây, ở lại đây. Ở đây an toàn hơn cho ngại. Tôi muốn dọn nhà, đã thu xếp một số đồ rồi. Thế là tất cả họ chạy ùa vào, cả chim nữa. Trước khi tôi quên, chim đến hàng trăm chim muôn, hàng trăm hoặc hàng ngàn, tôi không biết. Bỗng nhiên không biết từ đâu họ đến và hót ríu rít khắp bên ngoài, từng góc nhỏ. Họ hót ríu rít khắp nơi. Họ nói với tôi, xin đừng đi, xin đừng đi, xin ở lại đây. Tôi nói, vậy thì sao? Và họ nói với tôi, nếu ngài đi, lực lượng phủ định đang chờ để hại ngài trên đường. Có lẽ tôi ở đây được bảo vệ nhiều hơn. Nhưng nếu đi trên đường, có lẽ không được bảo vệ như vậy. Và có thể đi ngang qua thành trì của chúng. Rồi chúng có thể hại tôi trên đường. Vì thế tôi không dọn nhà nữa. Nhưng phải sắp xếp lại mấy đồ của tôi. Soạn đồ ra, sắp xếp lại. Nói tôi nghe là tôi vẫn còn đẹp đi. Ngài trông đẹp ạ, ngài trông tuyệt vời thưa sư phụ. Đó là bởi vì quý vị không thấy tôi toát mồ hôi. Tôi đã làm việc cả ngày để sắp xếp lại mọi thứ, làm ánh sáng cho máy quay phim và chuẩn bị này nọ, chuẩn bị một góc để không quá chật chội hoặc trông không tệ lắm, để biên tập viên không phải làm việc quá cực nhọc để che phần phía sau. Không phải lúc nào cũng có thời gian để tôi chuẩn bị, vì vậy đôi khi họ làm việc rất cực nhọc. Tôi phải cảm ơn họ về việc đó, các biên tập viên, bởi vì họ phải che phần phông nền. Tôi nghĩ lần này họ không phải che, chỉ là rèm và tường gỗ. Tôi nghĩ họ không phải che nữa. Vậy đây là những điều tôi muốn nói với quý vị. Tôi không biết còn gì khác không? Ồ, vậy thôi. Một trong các bạn chó của tôi không ăn. Tôi đã nói với quý vị trước đây chưa? Dạ chưa thưa sư phụ. Chưa à, bởi vì cứ vài ngày họ báo cáo với tôi chó như thế nào. Gần đây một trong những bạn chó luôn luôn đi tiểu trong nhà, để cho tôi biết điều gì đó nếu tôi không lắng nghe. Và khi không có bạn chó nào khác dám làm vậy, cô nàng sẽ luôn luôn làm vậy. Cô nàng nói sự an toàn của sư phụ là quan trọng hơn. Cô nàng sợ nhưng vẫn làm vậy. Có nghĩa là cô nàng rất lo cho sự an toàn của tôi. Cô nàng không ngại nếu tôi la mắng gì đi tiểu trong nhà. Cô nàng không phải lúc nào cũng làm vậy, chỉ khi nào có điều gì quan trọng. Cô nàng muốn cảnh báo tôi. Nhưng tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để gặp họ, đó là vấn đề. Họ cũng là những chúng sinh bảo vệ tôi, nhưng trong khi bế quan, tôi không được phép gặp họ nhiều vậy. Trước đây, khi một bạn chó chết, nhớ không? Dạ, tôi phải đến gặp và an ủi họ, nhưng gần đây không làm được nữa. Nhưng cô nàng lại không ăn, và tôi hỏi cô nàng, tại sao? Cô nàng nói lo lắng rất nhiều về tình trạng của tôi. Bởi vì tôi mất quá nhiều giá trị tâm linh, không chỉ giá trị mà còn tuổi trẻ. Loại tuổi trẻ vĩnh hằng này, nó không phải là tuổi trẻ của hình dạng vật chất, nhưng cũng có thể xảy ra, chỉ là không có nghĩa là vật chất. Và rồi cô nàng nói với tôi rằng tôi mất rất nhiều tuổi trẻ, tự do và an toàn, giá trị và an ninh. Tôi mất rất nhiều, trở thành số 0, nên đó là lý do cô nàng không thể ăn. Nhiều lần cô nàng không thể ăn, nhiều ngày trước đó và trước đó nữa, tôi phải tiếp tục bảo vệ cô nàng. Bên trong, thần giao cách cảm, hãy chăm sóc bản thân để con được khỏe mạnh, để chúng ta có thể gặp lại nhau. Bởi vì nếu con bị bệnh thì làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau nữa, và con cũng làm ta lo lắng. Vì vậy đôi khi cô nàng ăn, và cô nàng ăn ngày càng khỏe hơn, bởi vì tôi nói với người chăm sóc, nếu cô chó không ăn, cô phải báo cáo cho tôi biết. Viết gửi qua quý vị. Nhưng nếu cô nàng ăn được thì không sao. Nếu cô nàng không ăn một lần, hai lần một ngày thì không sao. Nhưng nếu cô nàng không ăn như vậy trong vài ngày,
thì chúng ta phải làm gì đó. Vì vậy tôi viết ở đây, cô nàng lại không ăn, ăn rất ít, lo lắng về tâm linh của tôi, nhiều khía cạnh bị mất mát, mất giá trị, bình an, tuổi trẻ, tự do, an toàn. Tôi bảo cô nàng phải ăn, ngủ ngon để tôi không phải lo lắng về cô. Cô chó khác nhỏ hơn cũng lo lắng, nói con người không xứng đáng với sự hy sinh của tôi, mất quá nhiều, trở thành trạng thái vô giá trị như thế này. Quý vị biết, chó khác, chó nhỏ hơn, chó tiên tri, tất cả họ đều rất tốt với tôi. Không cần phải như vậy, ngài mất quá nhiều, và rồi ngài trở thành trạng thái vô giá trị như thế này. Đó là lời cô nàng nói. Ta cảm ơn tất cả các con đã thương yêu và chăm sóc. Họ nói với tôi, xin đừng xem bản tin nữa, đừng tìm kiếm trong bản tin. Bởi vì điều đó sẽ khiến tôi càng mất thêm. Nhìn trực tiếp vào người ngoài, người ăn thịt, người uống rượu trong bản tin. Tôi nói ta thậm chí không đọc bản tin, tôi chỉ nhìn tiêu đề. Chỉ đọc một số trong đó nếu nó quan trọng. Nhưng họ nói điều đó không tốt cho tôi. Vì vậy tôi nói với họ, ta sẽ cố gắng giảm thiểu một số nghiên cứu với tin phủ định và bồn bã. Bởi vì qua bản tin mình tiếp xúc gián tiếp với người phàm phu và phủ định. Không tốt cho tôi, nhất là trong khi bế quan. Bởi vì tôi nhạy cảm, năng lượng mở. Tôi không viết cả câu, chỉ viết ngắn gọn. Chú nhện nhiều màu cố ngăn tôi lại, dằn tơ bất cứ nơi nào tôi cần đi qua. Vì vậy chú nhện khác trả lời tôi rằng, bởi vì con nhện đó muốn ngài thất bại trong sứ mệnh của tôi, vân vân. Và chó khác vào ngày khác, chó đen lớn hơn cũng không ăn. Vì vậy tôi nói, tại sao con không ăn? Cô chó nói lo lắng cho sư phụ. Tôi nói gì cơ? Cô chó nói sự tự do, tuổi trẻ, bình an, giá trị của ngài đều không tốt. Không phải trong trạng thái tốt. Tôi chỉ nói không tốt, nhưng có nghĩa là trạng thái không tốt. Tôi viết ngắn gọn ở đây. Nên ta nói ta biết, vì lợi ích của mọi chúng sinh, ta tình nguyện làm vậy. Cho nên không sao, đừng lo lắng. Tôi nói đừng lo lắng, con cần phải ăn đầy đủ, ngủ ngon giấc cho ta, để ta không phải lo lắng về con nhé. Cô nàng ăn đầy đủ ở đây. Bất cứ khi nào cô nàng gặp tôi, nhưng không ăn ở đó. Kế tiếp, Minh Sư Tối Thượng cho tôi biết một thông tin ngắn. Tôi nói chúc phúc cho ngài. Ngài nói hay giải thoát, hãy có bình an toàn, giá trị. Nên tôi hỏi, thoát gì? Thoát khỏi cái gì? Tôi đang bế quan. Ngài nói thoát khỏi cuộc đời ngài. Tôi nói nghĩa là gì? Ngài nói đừng xem thêm bản tin phủ định. Có nghĩa giải thoát bản thân tôi ra khỏi thế giới. Dạ sư phụ. Bình thường đó là ý nghĩa của bế quan, nhưng tôi cần phải xem vì hoàn cảnh đặc biệt. Dù sao tôi không bao giờ thích xem bản tin hoặc bất cứ gì, quý vị biết điều đó. Chỉ là những ngày đó, bởi vì vô cùng cấp bách, ngay cả Tắc Kè cũng nói với tôi nữa. Tắc Kè khác đến, chú nói, vì sự bình yên của sư phụ, xin đừng xem bản tin phủ định. Ta nói, ta chỉ xem tiêu đề trên điện thoại di động. Và chú Tắc Kè nói, vẫn không tốt, không tốt. Tách bản thân ngài ra khỏi việc đó. Và còn gì ở đây nữa, đó là vào ngày 21 tháng 7. Tôi cứ đọc ngược lại, bởi vì ban đầu tôi định đọc ngày khác, và rồi dường như có thêm vài thứ nữa. Vào ngày 20 tháng 7, tuần lễ kinh hoàng dài hơn một tuần, tất cả người dẫn chương trình, ngay cả chú chim trên mẹo vặt trong ngày, tất cả đều làm sai, làm lại hết, kiệt sức. Và bạn chó đó lại không ăn nữa. Lần trước cũng vậy, lo lắng quá nhiều cho sư phụ. Cô chó đáng thương, bảo cô nàng cần phải tự chăm sóc bản thân, vì tôi. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư trực tuyến vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 3. Ngày 19 tháng 7, được yêu thương, được tự do, cao thượng, yên ổn, ngài là sư phụ của chính ngài. Ta nói, tôi biết chứ, đây là OUB, nghĩa là đấng bảo hộ thiên đế vũ trụ nguyên thủy. Thế nên ta nói, tôi biết chứ, chỉ làm sư phụ của người khác mới là vấn đề, và tất cả các vấn đề khác cũng từ đó mà ra.
bởi vì làm sư phụ của người khác. Ngày 19, tôi nói, không thể tin được, một chú nhện khăng khăng giăng tơ bên ngoài ban công của tôi để hung hăng chống lại chuyện tôi đi ra ngoài. Bởi vì nếu ngài di chuyển ra ngoài trời thì sẽ được an bình, nghĩa là sự bình yên cá nhân tôi. Bởi vì tôi đã mất điều đó, cho nên tôi cố dời ra ngoài thêm một chút nữa, chỉ để có nhiều tự do hơn. Nhưng ma dương sử dụng chú nhện đó để quấy rầy tôi. Cuối cùng tôi dùng nước xịt từ vòi để xua chú đi. Trước đó tôi vô tình làm hư mạng nhện của chú trong góc khác của ban công, góc đối diện. Và tôi xin lỗi rối rít. Và tôi tưởng là ổn rồi. Nhưng chú ăn hết phần mạng tơ dở dụng còn lại. Quý vị tin được không? Ồ, chao ôi. Bình thường khi mạng nhện bị phá hỏng thì mạng vẫn nằm đó. Dân, nhưng chú ăn sạch. Chà, không gì còn sót lại. Và rồi chú đi tới một góc khác và giăng mạng nhện khác ở đó. Trong góc đối diện gần đó, chỉ cách đó 1,5 m. Chuyển đi để làm mạng nhện khác thật lớn trong góc đối diện, nên tôi phải mời chú dời đến mấy cái cây. Chú làm vậy không công bằng, bởi vì tôi rất tử tế với đồng loại của chú. Trước đây, già luôn luôn vậy, cho nên không phải tất cả nhện đều cộng tác với tôi. Tôi đọc loại kia thì tốt hơn, tử tế hơn. Những chú nhện dẹt hơn trong giống cua thì tốt hơn, tôi đã viết vậy. Thế thôi, giờ tôi để quý vị đặt câu hỏi. Được rồi, còn một số điều nữa nhưng thôi, không bao giờ nói hết được. Tôi đã đọc gì về ngày 10 tháng 7 chưa? Con nghĩ là chưa ạ. Ngày 10 tháng 7, sóc đến từ khắp nơi, từ núi nơi mà tôi cho họ ăn trước đây. Họ đi hết bao dặm đường này để đến gặp tôi. Ồ, cả nhóm. Và rồi tôi nghĩ họ đói. Tôi muốn cho họ ăn gì đó, có gì tôi cho nấy, nhưng họ không ăn. Họ chỉ đến nói với tôi điều gì đó. Và tin khác, một khám phá. Bởi vì tôi đọc một số truyện về Đức Phật. Đức Phật nói một số thần cây, họ cũng có con. Tôi nói họ tạo ra con cái thế nào, họ có lập gia đình và có chồng này nọ không? Họ nói không, họ chỉ sinh ra trái. Vì thế bất cứ khi nào ăn trái cây, chúng ta cũng làm họ đau. Tôi sẽ đọc. Tôi không có mắt kính. Tôi phải đeo kính lên, mặc dù không đeo kính tôi trông đẹp hơn phải không? Ai màng. Thần cây tạo ra con cái để sinh sôi. Tôi hỏi họ, tại sao quý vị tạo ra con cái? Quý vị có thật sự cần có con? Họ nói họ tạo ra con cái chỉ để đóng góp, để sinh sôi. Họ nói vậy. Sinh sôi. YIELD, nghĩa là tôi đoán đóng góp phải không? Dạ, con nghĩ vậy, sinh sôi để cống hiến, và đó là trái cây. Do đó hái trái sẽ làm cây đào. Họ không cần mang đời để có con, chỉ là phép thuật. Hay quá! Tôi nhớ có lần tôi đọc gì đó về Đức Mahavira. Ngài khuyên tín đồ của Ngài đừng hái trái từ cây. Trái như dưa leo thì được, dưa hấu thì được. Những loại dưa đó hoặc có lẽ những loại tương tự như mấy quả bầu đó và mấy thứ như vậy. Tôi nghĩ là như vậy đó. Bây giờ tôi nghĩ điều này quá hiển nhiên. Thế rồi sóc đến, tôi quên mất, nói giữa chừng. Tôi nhớ tới cây và bây giờ tôi nhớ tới mấy chú sóc. Khi sóc đến chỗ của tôi, họ cứ chạy khắp nơi một hồi và ríu rít, nói chuyện và nhảy múa. Và nói với tôi về điều đó. Thế nên tất cả sóc đến và nhảy múa xung quanh. Khi nói chuyện với họ, tôi nói, này, mấy anh bạn khỏe không? Cảm ơn đã đến thăm. Và sóc, họ nằm sát xuống. Họ không bỏ chạy tránh tôi, mà chỉ nằm sát xuống. Im lặng, chỉ nhìn tôi chăm chú và lắng nghe trong khi tôi nói. Dễ thương quá. Dân, tôi cũng ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy như vậy trước đây. Bình thường khi mình đến gần sóc quan, họ bỏ chạy. Đằng này họ cứ nằm sát xuống trên thân cây, nằm sát, thật sát, nằm sát hết cỡ như thể cúi lại. Hay quá! Chăm chú nhìn tôi và cứ lắng nghe tới khi tôi nói xong. Tôi không nhớ nói gì với họ. Tôi chỉ nói kiểu phụ nữ nói chuyện, đón dậy. Cảm ơn các con đã đến, này nọ,
Các con có đói bụng không? Hoặc đại khá dậy. Các con có đầy đủ thức ăn chứ hả? Hoặc các con đến đây ở luôn hay sao? Và rồi sau đó, họ mất nhanh như khi họ đến. Tôi không thấy bất kỳ chú nào nữa. Tôi tưởng họ đến ở. Không, họ chỉ đến để nói với tôi vài điều. Và rồi đi. Tôi nói ở đây, khi nói chuyện, chú Sóc nằm sát xuống. Một trong số họ và những chú khác, tôi không chú ý nhìn tất cả họ. Ngay trước mặt tôi khoảng 20 phân anh, trên thân cây trước ban công của tôi. Rồi khi tôi nói chuyện, chú cứ nằm sát xuống. Khi tôi nhìn mấy chú khác cũng giống y, và họ đều chăm chú nhìn tôi. Khi tôi nói chuyện với họ, họ đều quay về hướng tôi và lắng nghe. Họ không chạy nhảy, kêu vang nữa. Họ không nói, không cử động. Và rồi tôi nói, sao các con nằm sát xuống vậy? Trông rất kỳ lạ. Chú nói, tỏ lòng tôn kính sư phụ. Chú nói vậy. Vậy bây giờ, và rồi chú... Ai nói câu này? Chờ một lát. Ồ, Sóc cũng nói, là ngài tha thứ cho đệ tử không trung thành. Họ nhắc tới tên của người đó. Phải. Tôi biết điều đó. Cô đó bộc lộ gì đó cũng làm tôi kinh ngạc. Mình không bao giờ biết bên trong con người thế nào. Chỉ nhìn bên ngoài thì không bao giờ biết. Và vào ngày 11, tôi nói, trời ơi, không thể tin là có những người quá xấu hay bị ảnh hưởng xấu. Cuộc đời luôn luôn phải gặp rắc rối như thế này sao? Ngài biết tôi không đáng chịu như thế phải không? À, ngài cũng nói với tôi điều đó rồi. Được rồi, cảm ơn ngài. Xong. Ý tôi là có thêm một số điều, nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi. Đây là những điều quý vị hiếu kỳ muốn nghe, và phần còn lại quý vị có thể hỏi tôi. Tôi sẽ sẵn lòng trả lời, bởi vì quý vị đã thu thập nhiều câu hỏi phải không? Dạ sư phụ, và đó là lý do mà có buổi hội thảo này. Dạ cảm ơn sư phụ. Tôi mừng quý vị hỏi gì đó, bởi vì luôn luôn tốt cho thế giới. Bởi vì bất cứ gì quý vị hỏi, đó là loại câu hỏi của con người và nhiều người khác. Anh chị em đồng tu của quý vị rất thích được nghe câu hỏi của quý vị hay được nghe câu trả lời, bởi vì họ không có cơ hội hỏi tôi. Dạ. Và cũng có thể là tốt cho người thế gian nếu họ lắng nghe. Tôi không hy vọng, nhưng cầu mong là họ lắng nghe và nó sẽ giúp họ. Gần đây chúng ta mạnh dạn hơn. Tôi nói chúng ta không màu mè lịch sự nữa, và chúng ta không nói dòng do nữa. Vì vậy chúng ta chiếu rất nhiều sự tàn ác đối với loài vật trên truyền hình vô thượng sư. Dạ sư phụ. Và thật sự có thay đổi, ít nhất 1 triệu người trở thành thuần chay. Ồ, tuyệt vời, đó là tin vui. Nhờ các chương trình đó, mặc dù vô cùng tàn ác, mỗi lần tôi thấy bất kỳ hình ảnh tàn ác nào, tôi hét lên và gào khóc. Ồ, nó làm tôi buồn bực nhiều ngày, và tôi la lên với tất cả thiên đàng. Tôi nói với họ, phải làm gì đi chứ? Tôi ước có nhiều thời gian hơn để... Được rồi, đừng bận tâm. Bây giờ là thời gian của quý vị. Dạ sư phụ. Thưa sư phụ, do COVID-19 có nguy cơ rằng 265 triệu người bị đe dọa bởi đại dịch đói. Giám đốc điều hành chương trình thực phẩm thế giới, ông David Beasley, nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng chúng ta có thể đối mặt nhiều nạn đói với tầm cỡ như trong Kinh Thánh chỉ trong vòng vài tháng nữa. Mọi người hoặc đồng tu có thể hoặc nên làm gì để chuẩn bị cho chính họ trong trường hợp điều này sẽ xảy ra ạ? Ồ, hiểu. Có nhớ tôi đọc cho quý vị thông điệp của tôi trước khi quý vị đặt câu hỏi? Dạ, thông điệp đầu tiên nhất tôi viết trong nhật ký của tôi vào ngày 24 tháng 7 không? Dạ nhớ thưa sư phụ, tôi chỉ đọc quý vị nghe. Dạ sư phụ. Tôi nói, tự cung cấp được chừng nào tốt chừng nấy. Dạ. Ngay cả nếu có ban công, cũng có thể trồng đồ để ăn. Dạ, nếu có đất, quý vị trồng nông sản, trồng rau củ, trồng cây ăn trái, sống tự cung tự cấp được chừng nào tốt chừng nấy, bất kỳ ai. Thực ra, tôi muốn nói điều này trước đó lâu rồi, trong cuộc gọi khẩn đầu tiên gửi đến các nhà lãnh đạo, nhưng tôi quên. Nó ở trong tâm trí tôi cho đến khi trỗi lên một lần nữa, thậm chí nhiều ngày trước 24 tháng 7. Cho đến khi tôi có thời gian viết vào nhật ký và nói với quý vị trước khi tôi quên một lần nữa. Có rất nhiều điều tôi quên viết hoặc không có thời gian để viết.
Ngay cả thể nghiệm tâm linh hoặc những thông điệp tâm linh, quý vị không biết tôi bận thế nào đâu. Bất kỳ ai lắng nghe và đồng tu, dĩ nhiên, trồng thức ăn hữu cơ càng nhiều càng tốt, tự cung tự cấp càng nhiều càng tốt. Đó là lý do tôi cảm thấy có sự thôi thúc muốn nói thông điệp này, nhưng rồi tôi trì hoãn cho đến hôm nay, ít ra chúng ta đọc bây giờ. Dạ. Câu hỏi khác là có động vật nuôi trong nhà xưởng đang bị giết bởi vì các nhà máy chế biến thịt đã đóng cửa và thừa nguồn cung từ động vật. Điều này có khiến đại dịch COVID-19 trở nên tệ hơn do gia tăng tạo nghiệp không ạ? Như nhau cả. Dù họ giết động vật để tiêu thụ hay họ tiêu hủy động vật vì thặng dư đều như nhau. Dạ sư phụ đúng vậy ạ. Bất cứ làm gì đối với động vật quý vị sẽ nhận hậu quả như nhau cả. Chúng ta không bao giờ nên tạo ra quá nhiều động vật bằng cách cho thụ tinh hoặc bằng một số cách nhân tạo hoặc bằng cách tự nhiên nào và rồi để giết họ hoặc lấy đi con cái của họ, lấy đi sữa của thú con và nhốt riêng bê con bé nhỏ tội nghiệp trong lòng để thịt của họ trở nên mềm và giết họ. Giết mẹ, giết con, ôi chao. Dạ, quá kinh khủng. Điều này quá khủng khiếp, kinh hoàng. Chúng ta khiến cho chính mình, loài người chúng ta trở thành một chủng loài sát nhân như vậy. Quá kinh khủng. Quý vị có nhớ khi còn nhỏ chúng ta đọc nhiều truyện về phù thủy đang đợi ở đâu đó trong rừng hoặc nơi nào đó để dụ bắt con người hoặc trẻ em để ăn. Chúng ta làm điều tương tự với động vật. Câu chuyện giống nhau. Dạ. Đối với một số bệnh nhân, một số triệu chứng từ COVID-19 vẫn còn dai dẳng, thậm chí nhiều tháng sau khi họ chính thức bình phục. Chẳng hạn chứng khó thở và một số còn phát sinh các triệu chứng mới, đầu óc lờ mờ hay mệt mỏi. Vậy thưa có cách nào để bình phục hoàn toàn? Không. Ồ, chào ơi. Nếu họ bị ảnh hưởng ít hơn thì họ không sao. Nhưng nếu họ đã bị ảnh hưởng rồi thì nó vẫn tiếp tục hoặc ẩn tàng ở đó. Người ta nghĩ đó chỉ là cúm thường, nhưng không phải thế. Tôi đọc trong các bản tin trước đây, nhiều người kể cả linh mục này nọ, họ xem nhẹ COVID-19, và rồi bản thân họ cũng bị mắc bệnh và chết. Vì vậy mà tôi cứ bảo quý vị, mặc dù tôi đang bế quan, không nên xuất hiện như thế này, nhưng tôi lo lắng. Vâng, cảm ơn sư phụ. Tôi phải nói và bất cứ ai lắng nghe, họ có thể cứu mạng họ. Dạ sư phụ, cảm ơn ngài sư phụ. Dạ, cũng bởi vì họ có quá ít công đức. Nếu có nhiều công đức hơn thì có lẽ bình phục được. Dạ hiểu thưa sư phụ. Nhưng nếu đã bị nhiễm bệnh và suy yếu nghiêm trọng thì không thể. Quý vị có thể có một số thuốc hoặc gì đó để ngăn chặn bằng cách đó, nhưng không thể bình phục hoàn toàn. Dạ hiểu. Được rồi. Master Thanh Hải Phó Thượng Sư trực tuyến vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc, phần 4. Thưa, có một khám phá về virus cúm heo mới gọi là J4IA, H1N1. Hoặc viết tắt là J4, virus này sẽ phát triển thành đại dịch không ạ? Quý vị có thể chờ xem, tôi đã nói trước rằng có nhiều quả bom nổ chậm, có khá nhiều chứ không phải chỉ một. Dạ sư phụ, bây giờ do COVID-19 sinh ra các loại đại dịch và các loại bệnh khác. Dạ sư phụ, có thể chưa là đại dịch nhưng nó bủa vây chúng ta, hãy xem biết bao nhiêu. Hãy xem hơn hàng tỷ người đã bị nhiễm bệnh như vậy. Cho nên chúng ta như đang bơi trong bệnh tật, trong vi trùng, trong virus và trong nguy hiểm. Dạ sư phụ, mọi nơi. Không bao giờ biết quý vị sẽ gặp ai mang mầm bệnh đó và truyền cho quý vị, mặc dù trong họ không có vẻ bị bệnh. Mặc dù người đó có thể trông không bị bệnh, nhưng họ mang mầm bệnh và có thể truyền sang quý vị bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Không bao giờ biết. Dạ sư phụ, một sư huynh của dì vừa phải đi khám răng hay khám gì đó và tôi phải cách ly anh ấy trong 3 tuần. Tôi đã viết rồi.
Một số quý vị chắc đã đọc rồi. Dạ, chúng con có đọc sư phụ. Người đã giúp tôi cũng nói như vậy với mọi người. Nếu đi ra ngoài nhóm của quý vị. Dạ. Bởi vì ngay bây giờ quý vị đang ở trong bong bóng bảo vệ. Dạ, sư phụ. Hãy nói với ban nhà bếp nữa. Nếu họ đi ra ngoài, họ không thể quay lại. Dạ, sư phụ, chúng con sẽ nói với họ. Hoặc nếu họ quay lại, họ phải tự cách ly ít nhất 3 tuần. Dạ, sư phụ. Vì vậy, không ai nên đi ra ngoài trừ khi hoàn toàn cần thiết. Dạ, sư phụ. Ban nhà bếp và quý vị không nên đi ra ngoài. Quý vị được bảo vệ bên trong khu vực riêng của mình. Nhưng nếu cần phải đi, dĩ nhiên quý vị phải đi thôi. Khi trở về thì lập tức tắm từ đầu đến chân và quần áo cho thật sạch, nhân dân. Tôi đã nói đeo kính bảo vệ khi đi ra ngoài chưa? Tôi nói rồi. Dạ rồi, thưa sư phụ. Vậy được. Có nhiều bệnh khác cũng đang xuất hiện vào lúc này. Tôi đã thấy trên truyền hình vô thường sư bệnh gì đó ở Yemen, bệnh dịch tả. Và bệnh gì khác nữa, Ebola. Dạ, thậm chí xuất hiện trở lại. Và bệnh sởi ở đâu đó, vân vân, quý vị thấy không? Vì từ trường COVID-19, không khí sẽ bằng cách nào đó bị ô nhiễm khi người ta mang mầm bệnh đi khắp nơi. Nên hệ miễn dịch của con người cũng đang bị ảnh hưởng, dù họ không bị nhiễm COVID-19. Cho nên nếu họ bị nhiễm bệnh khác thì thường có thể điều trị được. Nhưng giờ thì có thể không chữa được. Ôi trời ơi! Bởi vì hệ miễn dịch của họ bằng cách nào đó đã bị suy yếu. Vì vậy mà tôi cứ bảo quý vị và các đệ tử qua những hội thảo này. Chỉ để họ cảnh giác và cẩn thận hơn và bảo vệ bản thân nhiều hơn với công đức tâm linh. Bằng việc cầu nguyện, thiền định, giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Đó mới là sự bảo vệ thật sự. Nếu không, con người, bao gồm cả những người gọi là đệ tử của tôi, không có đủ tình thương, không có đủ công đức để bảo vệ bản thân. Ồ, dạ hiểu. Do đó phải mượn lực lượng minh sư, lực lượng cao đẳng. Và vì vậy phải cầu nguyện mỗi ngày rất nhiều, phải thiền rất nhiều càng tốt. Dạ sư phụ, đó là để luôn câu thông với đấng thiêng liêng, để chúng ta không có thêm rắc rối. Dạ sư phụ, còn câu hỏi nào nữa không cưng? Còn bao nhiêu câu hỏi nữa? Tôi nghe nói quý vị có một danh sách. Dạ thưa có rất nhiều. Được rồi, nói tôi nghe. Thưa sư phụ, các vị thiên đế nói đây là thời gian phán xét cuối cùng. Giai đoạn ân điển của thời gian này là gì? Điều đó có nghĩa là mọi người phải ăn thuần chay trong giai đoạn ân điển này phải không ạ? Và nếu một số người không ăn thuần chay, họ sẽ chết vì một đại dịch nào đó hoặc thảm họa và bị đọa địa ngục trừ khi họ sám hối. Giai đoạn ân điển đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi chỉ cầu xin thiên đàng hãy khoan dung thêm, bởi vì con người họ bị đầu độc, đã bị dẫn lạc lối, đã bị tẩy não đủ loại ảnh hưởng xấu từ ma dương và từ ma quỷ hung hăng. Và bây giờ họ có thể quay đầu bất cứ lúc nào, tôi sẽ sẵn sàng. Nếu họ có thể quay đầu, dĩ nhiên họ sẽ có thêm sự bảo vệ bằng cách nào đó, nhưng cũng tùy vào họ có bao nhiêu công đức nữa. Dạ sư phụ, vì vậy kết hợp điều đó với công đức kiếp trước của họ, lòng thành của họ, lời cầu nguyện khiêm tốn của họ và sám hối, tất cả sẽ giúp bằng cách nào đó. Dạ sư phụ, ít nhất nếu họ mắc bệnh trong đại dịch nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ được giảm bớt, và nếu họ chết tôi có thể tìm cớ để giúp linh hồn họ đi lên thiên đàng. Dạ sư phụ. Thưa sư phụ, vậy những lời tiên tri như từ Âu Lạc Việt Nam và những nơi khác nói rằng trong thời gian phán xét cuối cùng sẽ có thảm họa, các bệnh mới và chỉ 1 trong 10 hay 210 người đạo đức mới sống sót mà thôi. Điều này có đúng không sư phụ? Bởi vì chúng con có niềm tin rằng giới hồng ân của sư phụ nó sẽ không tệ như vậy. Tôi chỉ có thể ban phước cho những ai lắng nghe, biết hợp tác. Nếu bác sĩ kê toa cho bệnh nhân và bệnh nhân không uống thuốc thì hậu quả sẽ ra sao? Quý vị có đổ lỗi cho bác sĩ là đã không cố hết sức rồi không? Thưa không, sư phụ. Đúng vậy, quý vị không thể cái gì cũng muốn mà không cho gì hết. Dạ, sư phụ. Và thậm chí quý vị cũng không cần phải cho gì cả.
Chỉ đừng lấy của chúng sinh khác thôi, đừng lấy đi sinh mạng của thú vật. Dạ sư phụ, giải pháp rất đơn giản. Nếu giết hại sinh mạng thì bù lại quý vị không thể mong có sự sống. Gieo nhân nào gặt quả nấy, không thể lộn xộn với luật nhân quả được. Dạ sư phụ, nếu họ cứ dùng chất độc và bác sĩ bảo họ đừng dùng nữa, tối thiểu ngừng dùng chất độc thì tâm mới chữa lành quý vị được. Nhưng họ tiếp tục dùng chất độc thì bệnh nhân sẽ chết hoặc chịu đau đớn. Đừng trông mong tôi làm hết mọi thứ và không ai làm gì hết, không có chuyện như vậy. Dạ đúng, vâng, thưa sư phụ. Thậm chí chúng ta phải công bằng với thú vật nữa chứ. Họ không làm gì sai cả, họ đã bị hành hạ, họ đã, ôi trời ơi, sống như trong địa ngục trước khi họ chết. Dạ sư phụ, quý vị thấy tất cả trên truyền hình Vô Thượng Sư và trên Netflix. Dạ, và tất cả bộ phim mà chúng ta quảng bá, sao loài người chúng ta khỏe mạnh, thông minh, có lựa chọn, lại đi hành hạ ai đó yếu đuối, bất lực như vậy, mà lại còn muốn được khoan dung. Tôi bảo họ phải sám hối và quay đầu. Dạ thưa sư phụ, họ chỉ cần làm bấy nhiêu thôi, tôi đâu yêu cầu gì nhiều. Dạ sư phụ, để tôi có thể giúp họ. Tất nhiên tôi có thể gia trì cho những ai sám hối và hướng đến lối sống nhân từ. Tôi có thể gia trì bằng ân điển và từ bi của Thượng Đế Toàn Năng. Tôi bảo quý vị rồi rằng tôi đã giúp các linh hồn sám hối, mặc dù họ phải chết để chuộc lại tội lỗi của họ. Tôi giúp họ nếu họ thật tâm sám hối, nếu họ đã từng thấy hình ảnh của tôi, hoặc video của tôi, hoặc những buổi nói chuyện của tôi, và có chút lòng tôn kính hoặc chút niềm tin vào tôi. Những người này tôi có thể giúp. Nhưng nếu họ không nghe, tiếp tục lối sống của họ, thì đừng xin tôi giúp họ nữa. Sư phụ gia trì, nhiều gia trì mà không được gì cả. Đối với những người này, nếu họ không thay đổi, thì không còn cách nào khác. Quý vị có hiểu không? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Mọi người cứ hỏi tôi, quý vị và các sư huynh của quý vị luôn luôn hỏi tôi, sư phụ chắc hẳn gia trì và mọi điều sẽ ổn phải không ạ? Làm sao có thể ổn được? Còn là vật thì sao? Họ không ổn có phải không? Dạ không. Vậy thì đừng kỳ vọng điều gì từ tôi hoặc từ ai hay thiên đàng nữa. Địa ngục là nơi duy nhất cho những loại người này, bởi vì họ nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của loài khác và hưởng thụ trên đau đớn và thống khổ của loài khác. Dạ sư phụ, cứ ngồi đó ăn thịt uống rượu, hành hạ loài vật và những loài khác, rồi mong tôi ban cho họ phước lành sao? Quý vị cứ hỏi đi hỏi lại loại câu hỏi này hoài, tôi không bao giờ muốn nghe nữa. Dạ sư phụ, bởi vì đó không phải là câu hỏi thông minh, điều đó lạm dụng lực lượng của thiên đàng và tình thương của Thượng Đế. Nếu muốn học tiếng Anh với một giáo sư, quý vị phải làm bài tập ở nhà của mình chứ. Dạ sư phụ, quý vị không thể cứ kỳ vọng vào giáo sư bởi vì kiến thức rộng lớn của họ để làm cho quý vị nói tiếng Anh và hiểu tiếng Anh. Khi quý vị không chịu học, không cố gắng thực hành, không luyện nói, không làm bài tập ở nhà, quý vị hiểu không? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Loại câu hỏi này làm tôi bực mình, cảm thấy như mọi người chỉ ngồi đó và chờ một người làm hết mọi thứ. Câu hỏi này tương tự như hoàn cảnh của một tổng thống. Ông được bầu và ông nổi tiếng là người khoan dung và nhân từ. Và rồi họ kỳ vọng ông xóa bỏ luật và mọi người muốn làm gì thì làm. Người này giết người kia, không sao hết. Người khác lạm dụng bé gái kia, không vấn đề gì. Ai muốn làm gì thì làm. Kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu và đề nghị tổng thống chỉ việc xóa bỏ tất cả tiền án của họ, tha thứ cho mọi người. Như thế không công bằng cho nạn nhân. Thành ra tôi không muốn trả lời câu hỏi đó nữa, bởi vì điều đó thật nực cười, quá lạm dụng. Thiên hạ, họ nghĩ như vậy. Họ chỉ làm bất cứ gì và rồi kỳ vọng một tổng thống làm phép lạ cho họ hay một vị minh sư hú la hấp và mọi thứ đều sẽ ổn. Vậy, quý vị muốn tôi làm gì? Muốn tôi hy sinh thêm như Chúa Giê-xu và nhiều vị minh sư khác sao? Như lăn đùng ra chết hay gì đó sao? Và rồi phép lạ đó có thể xảy ra bởi vì cái chết của tôi có thể rửa tội cho họ hả?
đó là nằm mơ. Hãy nhìn tất cả các minh sư, các ngài chết một cách đau đớn và cuộc đời của Đức Phật đã bị mưu hại nhiều lần. Và Chúa Giêsu, ngài đã chết một cái chết đau đớn như vậy trên thập tự giá. Cho dù ngài được chữa lành và trở lại cuộc sống bình thường sau đó, nhưng không phải là cách đúng đắn mà con người nên đối xử với một đấng vô tội như Chúa Giêsu. Và ví dụ như, nếu ngài chết ở đó, ngài cố gắng rất nhiều để rửa tội cho con người, nhưng đó chỉ là tạm thời. Có lẽ chỉ đệ tử của ngài và một số thân nhân và bằng hữu của họ, năm sáu đời của họ. Nhưng con người vẫn tiếp tục ăn thịt uống rượu, và vì vậy sự hy sinh của ngài không phải trường cửu. Và có gì tốt đến từ sự hy sinh đó? Không có gì nhiều. Họ tạo ra một đế chế từ đó, xây giáo đường lớn đủ thứ và tôn thờ địa vị của ngài. Còn khi ngài tại thế thì họ đóng đinh ngài. Và nhìn nhân loại coi, họ đã làm gì? Vẫn tiếp tục ăn thịt uống rượu, vui thú. Dạ thưa sư phụ, vậy thì có gì tốt đến từ sự hy sinh đó? Nếu một vị minh sư chết hoặc hy sinh một cách nào đó về thân xác, tôi hy sinh mỗi ngày. Dạ sư phụ, không phải chỉ thân thể đau ốm và phải làm vô số điều mà tôi không thể nói với quý vị, nhưng cũng hy sinh sự an lành tâm linh, và tất cả quý vị đều biết điều đó. Dạ thưa sư phụ, vậy thì có ích gì không? Chó của tôi nói đúng. Họ đúng khi nói với tôi rằng, sao tôi làm mọi điều này cho con người, họ không xứng đáng, và hãy giải phóng cho mình. Ngay cả thiên đàng nói với tôi, giải phóng cho mình. Đúng, họ nói với tôi, xin hãy giải thoát cho mình, bởi vì họ nói xin tự tại, an toàn, bình an, cao thượng. Đôi khi họ nói sống vui vẻ. Tất cả những điều đó, đó có nghĩa là chỉ việc thoát ra. Dạ thưa sư phụ, tất cả là trò chơi, dù sao tất cả là ảo tưởng, như vở kịch, như giấc mơ. Tôi biết tất cả điều đó, nhưng nói cho người phàm đang đau khổ ngoài kia, đây có phải là mơ với họ không? Không. Dạ không. Có phải không? Dạ phải. Họ đổ mồ hôi ngày đêm, chịu khổ đủ thứ, chịu đựng đủ loại hoàn cảnh, chỉ để kiếm đủ tiền cho chi tiêu, chỉ để chăm sóc bản thân họ hoặc và gia đình, và chịu đựng đủ loại quấy rối, đủ loại gian nan. Hãy hỏi loài vật đau khổ một cách quá bất nhân, quá độc ác, quá tàn nhẫn. Trong xí nghiệp chăn nuôi ngoài kia, hỏi loài vật xem đó có phải là giấc mơ hay không. Đau chứ, quý vị tự véo mình thì biết đó không phải là giấc mơ. Đau chứ, phải không? Dạ sư phụ, ngay cả véo thôi đã đau rồi, dù chỉ đứt tay một chút đã cảm thấy đau rồi. Vậy thì làm sao tôi có thể bỏ đi và nói chỉ là giấc mơ thôi? Đối với tôi đúng thế. Dù bị đau hay làm việc cực nhọc, hoặc tôi kiệt sức và những điều như vậy, nhưng mặt khác tôi biết tất cả sẽ chấm dứt, tất cả là giấc mộng. Dạ sư phụ, nhưng đối với đa số con người, họ đau khổ vô cùng. Tôi phải chịu đau khổ là để tôi có thể hiểu rằng trong giấc mơ này của tất cả giấc mơ, họ đau khổ. Đau khổ thật sự. Cho nên đó là lý do tôi không thể chỉ bỏ đi. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Thành ra nhiều minh sư hay người tu hành, họ thậm chí không ở lại thế giới, họ chỉ bỏ đi thôi. Họ đi nơi nào đó trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, hoặc trên núi hay bên bờ sông, hoặc nơi nào đó. Họ sống cuộc đời riêng của họ. Dạ sư phụ, không phải như đời thường hoặc đời phàm, mà họ chỉ sống đời họ với đấng thiêng liêng, với sự tự do bên trong mới tìm được. Họ không quan tâm lắm đến chuyện thu nhận đệ tử, dù có gì xảy ra chỉ là tiện thể, chứ các ngài không bao giờ bận tâm đi ra ngoài. Những người tu hành này, họ biết tất cả là giấc mộng. Dạ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc
Phần 5. Có một minh sư người Hoa tôi không nhớ vị nào, quên tên rồi. Có người hỏi ngài tại sao không thích giúp thế giới, ngài nói: cho dù chỉ mất một cọng tóc để cứu thế giới, ta cũng sẽ không làm việc đó. Cho dù chỉ mất một cọng tóc để giúp thế giới, ngài cũng sẽ không làm. Không phải vì ngài không quan tâm, nhưng ngài biết quá rõ rằng đây là ảo mộng, và con người thì quá cứng đầu, quá khó để dạy bất cứ điều gì. Rất khó. Thế nên Bồ Đề Đạt Ma chỉ có 5 đệ tử, và chỉ 150 người là thật sự khai ngộ và trở thành người kế vị ngài. Quý vị nhớ chuyện này không? Về Bồ Đề Đạt Ma. Không ạ, quý vị không biết. Không ạ. Thôi không sao, quý vị không phải người Hoa, nên có lẽ không biết chuyện này. Nhiều người Hoa cũng không biết chuyện này. Ngài đến từ Ấn Độ xa xôi dưới cương vị hoàng tử, từ bỏ mọi thứ để đi đến Trung Quốc chỉ để cố gieo hạt giống khai ngộ ở đó. Và cả Trung Quốc rộng lớn. Quý vị biết Trung Quốc rộng lớn cỡ nào? Và dân số lớn ra sao? Vậy mà chỉ một người xứng đáng nhận y bát kế vị ngài. Tưởng tượng cả thế giới coi. Dạ đúng. Bao nhiêu người sẽ lắng nghe ngài. Họ còn chế nhạo ngài và cũng mưu sát ngài nhiều lần. Nếu xem cuốn phim đó quý vị sẽ thấy. Nhưng may mắn là ngài có sự bảo vệ và ngài có lực lượng. Họ cho thấy ngài có võ công đủ thứ, võ thuật, nhưng thật ra con người không hiểu điều đó. Ngài đâu cần dùng mấy thứ đó. Ngài có lực lượng nội tại. Ý của họ là vậy. Nhưng bên ngoài phải dịch thành võ công. Dạ sư phụ. Đó là như vậy. Nhiều phim như thế đó. Như họ làm một bộ phim về minh sư, và rồi họ làm ngài giống thầy võ công, và sau đó người ta tấn công ngài từ mọi phía, và chỉ một mình ngài có thể như đánh đông kích tây. Hiểu ý tôi không? Dạ sư phụ. Nhào tới phía trước và đấm ra phía sau, đại khái vậy. Họ bao vây tứ phía và ngài vẫn có thể thắng họ hết. Không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi ngài bị thương, dĩ nhiên. Cho nên điều tôi muốn nói là bất kể vị minh sư nào có hy sinh bao nhiêu đi nữa, cũng không hữu ích cho con người nhiều lắm, tối thiểu trong giai đoạn phát triển này của họ. Dạ. Minh sư có thể thăng hoa toàn bộ năng lượng từ trường của địa cầu, nhưng nếu con người không cải biến chính họ, thì đừng yêu cầu minh sư hy sinh cho họ, bởi vì điều đó vô ích. Tốt hơn là minh sư tiếp tục sống tại thế an toàn và giúp họ với năng lượng của ngài để thăng hoa cả nhân loại và toàn thể địa cầu. Địa cầu lẽ ra đã bị hủy diệt lâu rồi. Thế giới của chúng ta lẽ ra đã ngừng hiện hữu nếu chúng ta không có nhiều vị minh sư từ bi nhân ái đến rồi đi trong suốt lịch sử nhân loại. Và ngay cả bây giờ, nếu không có người tu hành, không có lực lượng minh sư để duy trì địa cầu, thì địa cầu đã biến mất rồi. Bởi vì tội lỗi của 7 tỷ người quá lớn, quá nặng nề, làm rung chuyển cả thiên địa, xuyên thấu trái tim của chư thiên và chư thần ở khắp nơi trong toàn thể vũ trụ. Cho nên không phải như mình có thể làm bất cứ gì về sau này và để con người cứ tiếp tục với lối sống độc ác của họ. Dạ sư phụ. Nếu họ không thay đổi, họ sẽ tiếp tục như thế này và ngày càng tệ hơn như quý vị có thể thấy. Quý vị có thể thấy ngày nay có vẻ gấp gáp, những đám cháy khổng lồ khắp nơi. Nếu quý vị nhìn bản đồ, có nhiều chấm nhỏ khắp nơi và rồi sóng thần nữa. Rồi gì nữa? Lũ lụt, rồi châu chấu, rồi đại dịch. Và rồi một loại virus mới khác và virus cũ bùng lên, vân vân. Rồi kinh tế sụp đổ và biểu tình khắp nơi, thí dụ vậy. Biểu tình để được ra ngoài làm việc, biểu tình để được tự do, để không bị cách ly, biểu tình kỳ thị da màu. Và nhiều kỳ thị khác nữa, như giữa giới tính, giữa nam và nữ trong văn phòng khắp nơi như thế đó. Dù với biết bao tranh đấu cho bình đẳng này, bao nhiêu thập niên qua, phụ nữ vẫn không bình đẳng so với nam giới trong lĩnh vực công việc. Nhất là trong lĩnh vực trí thức, trong các doanh nghiệp. Có rất nhiều đại dịch khắp nơi, không phải chỉ COVID-19 này thôi. Kỳ thị da màu, phân biệt giới tính, đây cũng là những đại dịch.
và là đại dịch kinh niên. Bắt đầu không biết từ bao giờ và rồi vẫn tiếp tục, có lẽ mãi mãi. Nên tôi không biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đang bơi trong bể vấn đề. Thế giới này thật sự trong biển phiền não, ngập lặn sâu thẳm trong biển phiền não. Và tôi lo sợ cho nhân loại, những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Khi tôi còn nhỏ, tôi xem một bộ phim về Tarzan. Dạ, vào lúc cuối, có hai tảng đá núi đổ vào nhau, ít nhất hai tảng đá lớn, và Tarzan phải dang rộng cả hai cánh tay để ngăn cản hai tảng đá khỏi đụng vào nhau. Dạ, sư phụ, tiếng của ngài hơi nghẹt. Dạ, tốt hơn rồi ạ. Bây giờ nghe được chưa? Dạ rồi. Tôi đoán cái điện thoại bị căng thẳng quá mức, cũng như chủ nhân của nó, như tôi. Quý vị thấy, ngay cả máy móc cũng có giới hạn của nó, đừng nói chi con người chúng ta bằng xương, bằng thịt. Dạ, sư phụ. Và một phụ nữ hơn 70 tuổi như tôi, và làm nhiều việc mỗi ngày, không chỉ những việc hữu hình, mà còn nhiều việc vô hình. Mà quý vị không biết được, quý vị không thể biết. Cho dù tôi miêu tả, quý vị cũng sẽ không hiểu gì cả, nên tôi làm biếng nói tới. Bấy giờ, Tạc Giang dùng tay mình để ngăn chặn hai tảng núi sập vào nhau, trong khi anh đứng ở giữa. Và tôi nghĩ cũng để bảo vệ cô gái, người yêu của anh ấy. Nhưng tưởng tượng xem anh ấy sẽ làm được bao lâu, anh ấy có thể giữ được bao lâu. Anh có thể mạnh cỡ nào với hai tảng núi đang đổ vào nhau. Và hai tảng núi đã gần sát bằng với khoảng cách hai dang tay ra của anh. Anh dang rộng hai tay để chặn chúng. Bộ phim muốn cho thấy anh mạnh cỡ nào, nhưng dù vậy anh ấy có thể giữ sức mạnh đó được bao lâu? Phải, nếu quá khẩn cấp như thế. Hoặc là hai tảng núi phải ngừng không đổ vào nhau nữa, hoặc là ngày nào đó anh phải chịu thua. Thì hoàn cảnh của thế giới là như vậy đó. Chúng ta có thể giữ nó sống còn, nhưng con người phải thay đổi. Tôi không thể ngăn chuyện họ chết hoặc bị nhiễm bệnh. Bởi vì tôi bảo quý vị rồi, một khi bánh xe nghiệp quả đã lăn thì không thể nào đảo ngược hoặc chặn đứng nó lại được. Công lý phải được thực hiện, ngay cả ở cõi trần gian này, nếu có ai giết người thì họ phải ngồi tù hoặc thậm chí bị xử tử tùy vào quốc gia. Vậy làm sao chúng ta có thể tiếp tục giết hại những sinh linh vô tội hàng loạt như thế này và rồi thoát khỏi tội sát sinh? Không, không thể. Lẽ ra có thể được nếu họ ngừng lâu rồi. Một số năm trước thì tôi giúp đỡ dễ dàng hơn. Ngay bây giờ tôi chỉ có thể giúp linh hồn họ, dễ dàng để nói với linh hồn họ hơn là khi họ còn sống với linh hồn trong thân thể của họ. Nhưng dù vậy, họ cần có duyên cớ nào đó, công đức nào đó để tôi có thể cứu, bởi vì họ đã không làm điều này sớm hơn. Tôi chỉ có thể giúp những người như có cái cớ nho nhỏ nào đó, hoặc tin vào tôi cách nào đó, hoặc có lòng tôn kính đối với tôi như thế nào đó. Và cho dù tôi có thể ban ân điển cho toàn thế giới và tình hình đại dịch trở nên đỡ hơn, sóng thần và những chuyện như vậy không xảy ra, cho dù tôi có thể làm tất cả điều đó, tôi sẽ không cho quý vị biết. Nếu tôi nói và bảo đảm như thế, thì mọi người sẽ tiếp tục giết hại lẫn nhau và hành hạ động vật chỉ cho khẩu vị của họ. Trong khi họ có rất nhiều thứ khác để ăn, bây giờ, hy vọng lần cuối cùng tôi đã trả lời câu hỏi rất khó chịu, rất tệ này. Câu hỏi kế tiếp đi. Thưa sư phụ, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Canada thông báo chính phủ của ông sẽ đầu tư 74 triệu đô la Mỹ vào việc sản xuất chất đạm thực vật, theo nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm thuần thực vật. Hành động này cũng sẽ tạo ra việc làm mới. Các nhà lãnh đạo có thể làm gì nữa vào lúc này để mở ra một thế giới thuần chay? Phải, đó là điều họ nên làm. Hoan hô ông thủ tướng, họ có thể làm thêm gì nữa? Họ cần phải cho mọi người biết từ nay trở đi không ăn thịt nữa, thế thôi. Dạ, đóng cửa tất cả lò mổ, tất cả các xưởng chăn nuôi, trả tự do cho động vật. Không giết họ mà để cho họ tự do, để cho họ chạy nhảy, để họ làm gì thì làm theo cách của họ, cách tự nhiên, hoặc trợ giúp để nuôi họ cho tới khi họ chết tự nhiên,
và rồi sản xuất các sản phẩm thuần chay đủ cho mọi người ăn, lành mạnh, ngon miệng và nhân từ. Đó là những gì họ cần phải làm. Ban hành luật giống như họ có thể cấm mọi người hút thuốc trong nhà, vân vân. Dạ, sư phụ. Mọi việc khác có thể được thực hiện giống vậy, cho dù họ không cấm ăn thịt. Không lâu nữa, họ sẽ không có gì để ăn nếu thế giới bị diệt vong. Nếu không có ai ở đó để trồng cây và không có ai ở đó để thu hoạch thực phẩm bởi vì mọi người đều bị bệnh, thì đừng nói chi đến thịt, thậm chí trái cây cũng không có, họ sẽ không có gì để ăn. Năm nay, vài tháng gần đây, nhiều nông phu không thể thu hoạch trái cây của họ, quý vị biết điều đó chứ. Ngoài ra, nhiều trái cây đã bị lãng phí. Ngay cả hoa, như tại Hà Lan, họ bó chúng lại với nhau chỉ để đó hư thối bởi vì họ không thể bán. Và ai đi ra ngoài để mua và giao hàng có thể làm vậy. Nhưng làm sao họ có thể tìm được đủ người để giao? Bởi vì chúng ta thiếu hụt nhân sự, mọi người đều bị bệnh, mọi người đều bị sa thải hoặc mọi người đều sợ đi ra ngoài làm việc. Thế thì họ đang chờ ngày tận thế. Nếu lúc này mà họ chưa bắt đầu kinh doanh thuần chay và nếu họ không đóng cửa tất cả các xưởng chăn nuôi thì đại dịch sẽ tiếp diễn. Và có thể còn nhiều đại dịch nữa, thêm nhiều đại dịch, nhiều thảm họa khác. Ngay cả trong đại dịch, người ta đã đi ra ngoài rồi và có thêm nhiều loại biểu tình phản đối khác xảy ra khắp mọi nơi. Lúc nào cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhiều công ty phá sản và người ta mất việc, và thậm chí nạn đói khắp nơi. Chính phủ có thể tiếp tục tặng tiền hoặc hỗ trợ cho người tuyệt vọng được bao lâu khi không có thu nhập chính phủ để thu thuế và những thứ như vậy. Khi không ai làm việc, họ cứ ngồi đó ăn thì sẽ không được đâu. Dạ, sư phụ. Vì vậy, hệ thống này phải chấm dứt sớm hơn từ hôm qua kìa. Tôi không biết tại sao không ai nhìn thấy điều đó. Tặng tiền và hỗ trợ không phải là giải pháp dài hạn. Xin lỗi, tôi dễ xúc động. Tôi giận mọi người bởi vì tại sao họ lại đi tự sát bằng cách ăn sản phẩm động vật khi họ biết là không tốt. Không tốt cho họ, không tốt cho sức khỏe của họ, không tốt cho môi trường, không tốt cho địa cầu. Tất cả đều chính thức rồi, thậm chí từ Liên Hiệp Quốc, từ tất cả các nhà khoa học, tôi không biết tại sao người ta vẫn muốn tự sát. Nếu họ muốn tự giết hại họ, tại sao quý vị kỳ vọng tôi làm bất cứ gì đây? Tôi là ai mà bảo họ đừng tự sát? Tôi là ai mà bảo họ làm điều này, điều nọ? Tôi không có quyền lực nào trong tay hết. Ý nói những chuyện vật chất này cần quy định vật chất để xử lý. Dạ, sư phụ. Chính phủ phải cấm ăn thịt. Thịt, trứng, bất cứ gì từ động vật nếu họ muốn thật sự cứu công dân của họ, cứu quốc gia của họ, cứu kinh tế của họ. Họ phải ngưng tất cả công nghiệp chăn nuôi ngay bây giờ. Và có thể họ vẫn còn thời gian cứu được người dân của họ, cứu bản thân họ và cứu thế giới. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Tôi đã nói tất cả những điều này bao nhiêu năm qua rồi. Dạ, sư phụ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 6. Thưa sư phụ, đây là về vaccine. Nếu vaccine cho COVID-19 không phải là thuần chay, mình có nên tiêm ngừa không? Một số vaccine được báo cáo là bao gồm tế bào động vật và thậm chí cả tế bào con người, cũng như kim loại nặng độc hại. Người thuần chay khỏe mạnh có thể nào có hệ miễn dịch đủ mạnh để kháng lại virus mà không cần vaccine không ạ? Tùy quý vị chọn, hiểu không? Dạ sư phụ, tôi không muốn nói gì hết, quý vị biết rõ phải làm gì. Dạ sư phụ, nhưng có tế bào của động vật và con người này nọ, ôi trời ơi, và kim loại nặng nữa, tôi thậm chí không biết chắc mấy thứ đó sẽ ảnh hưởng cơ thể quý vị và ảnh hưởng hệ miễn dịch tự nhiên của quý vị như thế nào. Cho dù không tiêm vaccine nhưng quý vị ăn thuần chay, ít ra cũng cứu nhiều sinh mạng, cứu sinh mạng những người khác, cứu sinh mạng động vật. Và công đức đó giúp quý vị một vị trí trên thiên đàng.
Điều đó đáng để sống rồi. Và đừng lo lắng quá nhiều về việc ăn cái này, ăn cái kia, hoặc đừng lo lắng quá nhiều về việc sống lâu hơn với loại vaccine này mà thậm chí có chứa sự đau khổ của động vật và con người. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Mặc dù hiện nay có khoảng 140 loại vaccine trong giai đoạn phát triển ban đầu và khoảng 20 loại đang được thử nghiệm trên người trong các thử nghiệm lâm sàng, giới truyền thông nói rằng không ai biết những loại vaccine này sẽ hữu hiệu như thế nào và có thể có những tác dụng phụ nữa. Ngoài ra, bây giờ một số quốc gia đang đối mặt với làn sóng virus corona thứ hai và các chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng thứ ba có thể đến sau mùa hè này. Sư phụ đã nói rằng hoàn toàn thuần chay là giải pháp đơn giản. Tại sao các chính phủ không thực hiện điều đó? Tại sao họ thích phương pháp đắt tiền nhất, chẳng hạn như nghiên cứu thuốc vaccine? Bởi vì họ tiếp tục ăn thịt, đó là lý do. Vận động hành lang hay gì đó quá mạnh, hay là họ nghiện thịt đến nỗi thậm chí không thể cố gắng tự mình ngưng lại. Vì thế, họ không đưa ra bất cứ luật nào để yêu cầu người dân ngừng ăn thịt. Họ biết hết chứ, chỉ là họ không làm thôi. Thứ nhất, có lẽ họ quá yếu đuối, không thể ủng hộ cho những điều đúng. Thứ hai, có lẽ họ lo lắng rằng họ sẽ mất việc trong chính phủ hoặc không được bầu chọn. Tôi không biết, dù sao dùng quá nhiều tiền để tìm vaccine khi mình biết nguyên nhân là điều không đúng. Được rồi, có lẽ có thể có vaccine cho bệnh dịch COVID-19, nhưng sẽ có thêm nhiều bệnh khác. Còn về bệnh cúm heo mới thì sao? Ví dụ vậy. Dạ, sư phụ. Hay chủng loại cúm heo mới? Dạ. Dạ rồi, có lẽ ngày càng nhiều hơn, bởi vì mình không thể cứ mãi tìm cách chữa trị và thuốc vaccine. Dạ, sư phụ. Như có nhớ bệnh S và HIV không? Dạ, nhớ. Bệnh đó đã từng là nan y. Dạ rồi, cần nhiều thập niên nghiên cứu gì đó để chữa khỏi bệnh đó. Dạ. Hoặc ví dụ như bệnh sốt rét. Dạ rồi, mấy bệnh khác như cúm gia cầm. Dạ rồi, cúm heo. Dạ rồi, bệnh MERS. Dạ, SARS. Dạ rồi, virus Ebola. Dạ còn gì khác nữa. Dạ bây giờ là COVID-19. Chúng ta không thể mãi tưới cây từ lá. Mình phải tưới vào gốc để giữ cây sống và tươi tốt. Dạ. Sống một cuộc đời dựa vào bạo lực thì chúng ta sẽ chỉ gặt hái bạo lực, đau khổ bằng cách này hay cách khác. Không thể tránh khỏi điều đó, bởi vì sẽ không công bằng cho các tạo vật khác. Tất cả chúng ta đều là tạo vật. Chúng ta nên đối xử với nhau tử tế và dịu dàng. Bảo vệ, không ăn, không giết, không tàn sát như vậy chỉ để ăn khi chúng ta có nhiều lựa chọn để duy trì thân thể của mình. Và các lựa chọn còn tốt hơn, quý vị hiểu không? Được chứ? Dạ hiểu thưa sư phụ. Tôi biết quý vị hiểu, tôi chỉ nói vậy thôi, chỉ là thói quen. Bởi vì tôi không nghĩ tôi đang nói chuyện với mấy tai điếc trên thế giới, vì vậy tôi cứ hỏi quý vị có hiểu không, mặc dù quý vị hiểu rồi. Họ có thể đưa ra luật như vậy bởi vì họ đã cấm thuốc lá và người ta thật sự lắng nghe. Và nhiều người trẻ không hút thuốc nhiều vậy nữa, đã ít hơn. Vì vậy họ cũng có thể cấm thịt, đâu có khó đâu. Bởi vì họ cũng cấm ma túy. Và rồi một số quốc gia cũng cấm rượu nữa. Thế nên ngay cả nhiều quốc gia chỉ hút cần sa hoặc trồng cần sa, mình có thể bị đi tù hoặc bị phạt nặng. Nếu thế làm sao sát hại một chúng sinh sống, biết thở, có tình cảm, trung thành, dễ thương, hiền hòa và yếu đuối như trâu bò, lợn, gà, gà tây, cá, vân vân. Vân vân, lại có thể thoát khỏi hình phạt. Cần sa chỉ là một loại cỏ, đại khái vậy. Họ còn gọi là cỏ dại, tôi nghĩ vậy. Dạ, tôi có thấy trên truyền hình. Vậy làm sao sát hại một chúng sinh sống, biết thở, biết đi, thông minh và hiền hòa, lại có thể không bị trừng phạt và thậm chí còn được dung túng và khuyến khích nữa? Như ví dụ tại nhiều quốc gia, trong lúc đại dịch COVID-19, họ đóng nhiều cửa hàng, nhiều doanh nghiệp, nhưng lại cho phép nhà máy thịt tiếp tục mở. Tới khi dĩ nhiên họ bị nhiễm bệnh rồi, họ mới đóng cửa.
Dạ rồi, họ nói bởi vì đó là điều cần thiết. Và bao lâu nay họ phải biết rồi. Ngày nay chúng ta có truyền hình, có mạng Internet. Vì vậy họ phải biết đây là độc hại, không tốt cho sức khỏe con người. Họ cấm hút cần sa hay gì đó, quý vị gọi nó là cocaine. Hoặc có lẽ loại ma túy nào đó. Họ nói nó có hại cho sức khỏe bất kể lý do gì. Nhưng thịt cũng vô cùng tai hại cho sức khỏe, đã được y học chứng minh rồi. Thế mà họ vẫn khuyến khích tiếp tục loại kinh doanh đó. Nên tôi không thấy có lý do nào hết. Dạ sư phụ. Cho nên bất cứ ai thật sự cho phép công nghiệp thịt mở cửa, thật sự chính họ cũng đang giết người. Bất cứ ai dung túng cho kinh doanh thịt, nghĩa là họ cùng dự phần trong kinh doanh giết người đó. Rõ ràng là như vậy đó. Tôi không thấy hợp lý chút nào. Thưa sư phụ, khoảng hơn 200 ký giả người Pháp gần đây đã thổ lộ về cách mà vận động hành lang thịt gây áp lực để họ đừng nói về những hiệu ứng tàn phá của ngành chăn nuôi. Những ký giả đó ở Brittany đã quyết định đoàn kết lại và gửi một lá thư đến một số chính trị gia về điều đó. Nhưng rất có thể là các chính trị gia cũng đối mặt với áp lực từ vận động hành lang đó. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề đó, thưa sư phụ? Điều này gọi là hối lộ. Phải. Đó là bởi vì các chính trị gia phải nên trong sạch hơn. Như người quân tử thời xưa. Dạ, tôi không thể giải quyết vấn đề này. Tôi không thể đến gặp từng chính trị gia một và bảo họ, này, đừng nhận hối lộ. Bây giờ họ nói vận động hành lang, nhưng đó là một kiểu hối lộ. Có lẽ họ nhận tiền trực tiếp, gián tiếp từ người ta. Có lẽ lời hứa bỏ phiếu cho họ một lần nữa, ủng hộ với tất cả bè phái của họ này nọ, và giúp họ phát triển khuynh hướng ủng hộ. Cho nên họ hứa với nhau, giống như làm kinh doanh chợ đen. Nhưng ung thư trong thân thể của một người vĩ đại vẫn là ung thư. Và thậm chí, ung thư trong thân thể của cha quý vị vẫn là ung thư. Mặc dù quý vị thương cha của mình, nhưng ung thư quý vị không thể thương. Vâng, dạ phải. Tôi không có ý chỉ trích hay gì cả. Tôi chỉ nói với quý vị rằng thế giới này là như vậy. Mấy chuyện vận động hành lang, tôi gọi đó là hối lộ. Bây giờ quý vị hiểu tại sao rồi chứ? Hoặc họ nhận tiền, họ nhận thứ gì đó dưới gầm bàn và hứa giúp đỡ nhau để được giàu sang, hoặc để nắm giữ quyền lực hay danh tiếng hay gì đó mà lợi ích cho cá nhân họ. Ở Trung Quốc thì nghiêm khắc hơn về khía cạnh này, nhưng có một vài trường hợp. Một trường hợp là một trong các thành viên đảng rất cao cấp đã bị bỏ tù. Ôi chào! Hối lộ cũng là một đại dịch trong xã hội. Ở mỗi quốc gia đều có vấn đề này, và đó là căn bệnh kinh niên và cũng hay lây nhiễm. Một đồng tu hỏi tôi, bởi vì anh làm việc trong một chính phủ hoặc công ty, và mọi người khác trong nhóm của anh nhận hối lộ. Anh không muốn dạy vì giáo lý của tôi. Anh gặp rất nhiều rắc rối với họ, bởi vì họ lo lắng anh ấy có thể tiết lộ thông tin và hại họ, hại cả nhóm. Thế nên anh hỏi tôi có nên đổi việc hay không. Tôi nói hãy đổi việc. Vì sự an toàn của anh. Chẳng hạn như vậy, thấy đó, nó có tính lây nhiễm. Nếu, ví dụ như ông sếp trong văn phòng đó nhận hối lộ, những người cấp dưới khác cũng phải ủng hộ việc đó, bằng không có vấn đề. Hoặc họ kéo bè với nhau thành một nhóm và mọi người phải nhận hối lộ với nhau, không thì có rắc rối. Dạ, vậy nên thế giới cho tới nay, về nhiều mặt vẫn vô phương cứu giúp, và chúng ta có nhiều đại dịch. Dạ thưa sư phụ, không phải chỉ virus, mà virus trong xã hội, trong hệ thống chính phủ, trong hệ thống xã hội còn khó chữa hơn so với COVID-19. Nhưng phải làm gì đây? Con người phải học thôi. Dạ, sư phụ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc. Phần 7.
Và bất cứ điều gì chúng ta đều phải kiên nhẫn. Và bất cứ điều gì họ làm, họ phải nhận lấy hậu quả nếu họ không quay đầu hối cải và thay đổi. Dạ thưa sư phụ, tôi yêu cầu người ta chỉ cần hối cải và quay đầu. Tôi thậm chí không yêu cầu họ làm đệ tử của tôi. Tôi thậm chí không hỏi để biết địa chỉ của họ, danh tánh của họ. Tôi không đòi tiền của họ, uy thế của họ, địa vị của họ hoặc quyền lực của họ để giúp tôi. Không gì cả. Tôi chỉ yêu cầu họ hối cải và thay đổi hướng đi ngược lại với hướng họ đã và đang đi, bởi vì họ đi sai hướng. Có thế thôi. Tôi chỉ như một hướng dẫn viên bảo họ, con đường đó không đúng, hãy đi đường này. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục đi đường đó, thì họ sẽ diệt vong. Tôi không thể làm gì được. Dạ, sư phụ. Cho nên, đừng hỏi tôi nữa. Về sự gia trì của sư phụ sẽ làm cho mọi điều tốt đẹp, làm cho một số điều tốt, nhưng không phải tất cả đều tốt. Dạ, sư phụ. Và dù tôi làm cho thế hệ này tốt, không có nghĩa là thế hệ kế tiếp hoặc kế tiếp nữa sẽ tốt. Như Chúa Giêsu hy sinh có lẽ cho nhóm đệ tử của Ngài và một số người có liên quan tới các đệ tử, nhưng không phải toàn thế giới. Và rồi không phải cho mọi người sau thế hệ của Ngài. Dĩ nhiên, giáo lý của Ngài giữ một số người đi đúng đường. Tuy nhiên, điểm chính là lòng nhân từ, lòng từ bi. Hầu hết họ không hiểu. Và người mù dắt người mù thì cả hai cùng rơi xuống hố. Và đó là hậu quả. Không ai có thể thay đổi điều đó. Nếu người mù dắt người mù thì một ngày nào đó họ sẽ rơi xuống cùng nhau, không phải sao? Dạ phải. Và nếu có người gần đó tình cờ cảm thấy xót thương họ và nói: "Không, không, không nên, đừng đi đến đó, đừng đi thẳng về phía trước, hãy rẽ trái hoặc quay lại và tìm đường khác." Và nếu họ không nghe thì chúng ta có thể làm gì đây? Dạ phải. Cho mọi người thức ăn là tốt, nhưng dạy họ cách tự nuôi bản thân mới tốt hơn. Như thế bền lâu và có ích hơn cho mọi người. Họ không thể cứ ngồi đó làm đủ thứ việc xấu xa đối với những người khác, kể cả động vật, rồi kỳ vọng minh sư nào đó đến hú la hấp và sau đó mọi thứ đều ổn. Vậy không ổn cho các nạn nhân, không công bằng cho động vật hoặc cho các nạn nhân của tất cả những hành vi sai trái này. Vậy bây giờ quý vị biết rồi, các phóng viên, tôi ca ngợi họ đã làm điều cao cả. Nhưng tôi không biết điều đó có thể tạo nhiều khác biệt không. Có thể tạo sự khác biệt, nhưng cần thời gian lâu hơn sau này. Tôi hy vọng có thể tạo sự khác biệt nhanh hơn, và tôi hy vọng tất cả phóng viên trên toàn thế giới làm theo tấm gương dũng cảm, chính trực của các phóng viên ở Brittany bên Pháp. Ồ, tôi nói chậm quá nên líu lưỡi. Chỉ là đôi khi linh hồn tôi không kiểm soát trọn vẹn thân thể. Quý vị có thể thấy tôi nói nhiều từ sai, và đôi khi tôi không phát âm được. Dạ, sư phụ. Không phải chỉ từ này mà nhiều từ, tôi biết trong đầu chỉ là nói ra không đúng. Giống như thường lệ, tôi nắm lấy đồ và nó rơi xuống, rơi từ tay tôi mặc dù tôi biết tôi nắm trong tay rồi. Đôi khi nó cứ tuột khỏi tay. Tôi đã nắm nó trong tay rồi mà nó vẫn tuột ra. Bởi vì có lẽ tôi không có sức để giữ. Đôi khi tôi sắp hết pin như vậy đó. Hoặc đôi khi tùy theo. Cũng có khi tôi chưa trở lại thân thể. Tiếp xúc giữa thân thể và bộ tư lệnh cao hơn của linh hồn chưa được thiết lập vững vàng. Quý vị có thể cứ cười nhạo sự thất học của tôi. Dạ không, thưa sư phụ. Nhưng tôi là tất cả. Tất cả những gì nhục nhã và những gì thấp kém bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, bất cứ cách nào. Tôi có nhiều việc khác để lo liệu, dù là bất ngờ. Luôn luôn có thêm việc nào đó cho tôi, không phải chỉ công việc truyền hình vô thượng sư và không phải chỉ có buổi hội thảo với quý vị thôi. Tôi mừng chúng ta có hội thảo, bởi vì không có những câu hỏi của quý vị, có lẽ tôi sẽ trì hoãn thông điệp của tôi không biết tới bao giờ. Thông điệp mà lẽ ra tôi phải nói vào ngày 24 tháng 7 rồi. Bởi vì tôi cũng rất lười thoa bột chống bóng lên mặt tôi và đủ thứ, và sửa soạn chút đỉnh cho máy quay phim, và dần dần. Và cũng lười để tập hợp quý vị lại,
Và tôi nghĩ chúng ta có thể làm gì? Bởi vì chỉ là một thông điệp ngắn, không phải như buổi hội thảo dài, nên tôi nghĩ không muốn tập hợp quý vị chỉ để nói về thông điệp đó. Rồi sau đó tôi nghĩ, có lẽ chỉ nói trên điện thoại và không thu hình. Và tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui, thế nên 4-5 ngày trôi qua rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tôi chỉ mới nhận ra hôm qua rằng đã 5 ngày trôi đi rồi. Từ hôm mà tôi muốn gửi thông điệp cho người của chúng ta, tối thiểu cho người của chúng ta, không phải cho người ngoài, người không thọ tâm ấn, bởi vì tôi không biết họ thậm chí tin bao nhiêu vào những gì tôi nói, và thậm chí họ lắng nghe bao nhiêu, hoặc họ thậm chí làm bao nhiêu về bất cứ gì mà tôi nói, nên tối thiểu chỉ cho người của mình khắp nơi trên thế giới để họ tự chăm sóc bản thân. Tôi hy vọng có thế thôi. Dạ sư phụ. Dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu thế giới cũng lắng nghe, nhưng tôi không hy vọng nhiều lắm với cách đang diễn ra. Cái chết đã ở ngưỡng cửa của thế giới mà họ vẫn tiếp tục như thường lệ, ăn thịt uống rượu, nói chuyện vô nghĩa, làm bất cứ điều gì không nên làm. Vô số người đang chết, quý vị có thể thấy trên bản tin quá nhiều hố chôn đang được đào khắp nơi và thậm chí không bao giờ đủ cho quan tài, các ngôi mộ. Chỉ như vậy, chỉ việc đào mộ bất cứ đâu và họ có chỗ và hạ quan tài xuống, thế thôi. Không nghi lễ. Quý vị thấy điều đó không? Dạ thấy sư phụ. Không còn phẩm giá gì nữa. Tôi muốn gửi thông điệp ra càng sớm càng tốt để mọi người tự lo lấy thân, vì an toàn và sức khỏe của mọi người và đời sống. Có thể cứu nhiều mạng sống. Bởi vì nếu quý vị cứ lặp đi lặp lại thông điệp, thì có lẽ một số từ ngữ sẽ đi vào tai của một số người. Dạ, hy vọng vậy. Giống như truyện cười mà chúng ta đọc ở đâu đó, một công ty bán hàng, ông chủ nói với nhân viên, anh biết nếu người ta không mua anh chỉ cần tiếp tục lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp tới, lặp lui, thì sẽ có khả năng hơn là họ sẽ mua. Rồi nhân viên nói, vâng thưa sếp. Và rồi ông chủ nói, được rồi. Nhưng trước hết anh vào văn phòng của tôi có việc gì? Nhân viên nói, tăng lương, tăng lương, tăng lương, tăng lương. Tiếp thu nhanh, nhanh, nhanh. Dạ. Còn câu hỏi nào nữa không? Tại sao khi những người đưa chó của sư phụ đến với ngài, đến gần sư phụ sẽ mất 14% lực lượng tâm linh và lực lượng cứu rỗi cho sứ mệnh của ngài? Bởi vì đẳng cấp của họ quá thấp, năng lượng của họ còn thô, cho dù họ đã lên đẳng cấp thứ tư. Được như vậy thì tốt hơn nhiều. Nhưng một số không tới đẳng cấp đó. Một số không ở đẳng cấp cao hơn, chỉ tới 3 hoặc 4, như vậy không tốt lắm. Từ trường chưa thanh khiết đủ cho sự an toàn của tôi, nhất là khi tôi đang bế quan. Khi bế quan mình phải nên đóng lại và tách khỏi thế giới. Không nên gặp ai, không gặp chó, không gặp chúng sinh nào, không gì hết. Bên Tây Tạng thời xưa, như thời của Milarepa, họ sẽ làm cho quý vị một cái gì đó nhỏ như một hang động và rồi đóng kín hoàn toàn. Quý vị chỉ ở luôn trong đó. Chỉ một lỗ nhỏ để người ta có thể mang thức ăn cho quý vị. Và thậm chí người mang thức ăn che tai của họ. Để quý vị cũng không nhận ra đó là ai. Họ làm như vậy đó. Thậm chí không cho thấy tai. Khi tôi lần đầu bế quan tại Tây Hồ, tôi thật sự buông bỏ mọi thứ. Tôi nói tôi bế quan một mình và không chó, không người, không truyền hình vô thượng sư, không công việc, không gì cả. Và lập tức tôi có bình an tuyệt vời. Tuyệt như, sung sướng biết bao, chỉ là mãn nguyện vô cùng. Và đó là thời gian duy nhất. Còn về sau, bởi vì có nhiều thứ không đúng với công việc truyền hình vô thượng sư khi tôi không ở đó, nên sau đó tôi không thể buông bỏ. Vì vậy, tôi không biết tôi có thật sự bế quan hay không. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không được hoàn toàn, hiểu không? Dạ, thưa sư phụ. Không phải bế quan bình thường, chỉ là có lẽ có còn hơn không. Tôi bảo quý vị trước đây rồi là không hiệu quả 100%, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ là một người, nhưng phải làm nhiều công việc, làm quá nhiều việc cùng một lúc. Câu hỏi kế tiếp, nếu quý vị đã hài lòng về câu hỏi đó rồi.
Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Bởi vì từ trường của quý vị quá thô, đẳng cấp của quý vị chưa đủ cao, đó là lý do. Thành ra tôi mất lực lượng tâm linh. Đôi khi trong lúc bế quan, vì trường hợp khẩn cấp, bởi vì chó chết, đôi khi tôi gặp chó, và sau đó lập tức hỗn loạn, ngay lập tức. Ôi chào! Vậy liên quan đến điều đó, nếu đệ tử không nên đến gần sư phụ trong vòng 9 mét, thế còn khi sư phụ nói chuyện với đệ tử qua điện thoại thì sao ạ? Điều đó thì sao hả? Chắc chắn tôi sẽ mất lực lượng tâm linh bởi vì quý vị cũng sẽ chiếu trên truyền hình vô thượng sư cho toàn thế giới xem, không phải chỉ quý vị. Tôi phải hy sinh. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Làm gì khác được đây? Tôi biết tất cả điều đó nhưng vẫn làm. Ngay cả thiên thần, chư thiên đế và minh sư, tối thượng, cảnh báo tôi. Tôi nói tôi phải làm. Ngay cả chó của tôi nói với tôi. Ngay cả chó của tôi, một số họ thật sự cố tạo ra rắc rối cho hệ thống làm việc của tôi để tôi ngừng làm việc. Họ thậm chí cố tình làm điều đó. Tôi nói đừng làm thế nữa, ta tình nguyện làm, ta phải làm, bởi vì không ai khác sẽ làm như cách ta làm. Tôi bảo tất cả chó hãy ngừng lại. Vì thế họ ngừng lại. Họ muốn bảo vệ tôi. Họ nói con người không xứng đáng để ngài hy sinh cho tới khi ngài không còn giá trị, bất lực và không còn lực lượng như thế. Ta nói đừng bận tâm đến việc của ta. Nên bây giờ quý vị biết toàn bộ sự thật. Dạ hiểu. Tôi phải làm, ít nhất để bảo vệ quý vị và anh chị em đồng tu của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Nếu người khác không lắng nghe, ít ra tôi cũng cảnh báo quý vị, đệ tử của tôi. Bởi vì nếu tôi không nói, họ sẽ không biết. Dạ thưa sư phụ. Nhiều người họ thậm chí không xem truyền hình nữa và họ không biết thông tin. Đúng vậy, dạ. Và họ có thể quá bất cẩn và họ cũng có người nhà nghĩ rằng cũng ổn để họ đi ra ngoài và bất cẩn, không có đồ bảo vệ. Dạ sư phụ, nên tôi phải nói và trả giá cho điều đó. Cũng mấy chục năm nay rồi, còn gì để nói bây giờ? Các thiên đế nói với tôi điều này, nói với tôi điều nọ, nhưng tôi không luôn làm theo những gì các ngài nói với tôi. Dạ sư phụ. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo cùng với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc? Phần 8. Thưa sư phụ, trong một buổi hội thảo với đệ tử tại đạo tràng miền đất mới, sư phụ nói chó của ngài có rất nhiều bí mật để chia sẻ. Nếu được phép, chúng con có thể nghe thêm về bí mật đó không? Tôi không nhớ, tôi đã kể quý vị nghe một số rồi, không phải sao? Dạ, sư phụ. Dĩ nhiên. Và đôi khi họ nói với tôi, người này không tốt cho ngài, người đó không tốt cho ngài. Nhưng đây là những chuyện cá nhân, tôi không muốn kể. Dạ hiểu, sư phụ. Họ có nhiều bí mật để kể tôi nghe, bởi vì tôi không để ý. Ví dụ như họ nói với tôi, người này người kia là không tốt cho ngài, bởi vì người đó kiểu như... Ồ, tôi không biết, có nói được không? Bị lôi cuốn về mặt thể xác. Muốn tôi về mặt thể xác. Và người đó có loại từ trường ham muốn thấp kém. Ta nói nhưng ta không cảm thấy gì cả. Ta nói ta không cảm thấy gì từ anh ta hết. Các con nói gì vậy? Nên mấy bạn chó nói với tôi, bởi vì giá trị của ngài, sự thuần khiết của ngài, bảo vệ ngài. Ồ, con hiểu. Chẳng hạn như thế đó. Và họ nói với tôi người này người kia không tốt cho chó, không tốt cho tôi. Nhưng đôi khi tôi không có lựa chọn. Tôi không có đủ người chăm sóc chó của tôi, nhưng về sau tôi đổi người. Tôi nói ta sẽ đổi khi có lựa chọn tốt hơn. Nhưng tôi cũng phải chờ cho nghiệp chướng vơi bớt. Tôi không thể luôn đổi người khi tôi muốn. Chính tôi cũng biết nhiều điều, nhưng vì tôi không hành động theo đó, nên mấy bạn chó nhắc tôi. Họ bảo vệ tôi nhiều lần. Một lần rất buồn cười, một trong những bạn chó, chó mực lớn, cô nàng nói với tôi. Người đàn ông đó, anh ấy yêu ngài.
Ta nói, thật sao? Anh ấy rất trẻ và đẹp trai. Ta rất già, làm sao anh ấy có thể yêu ta? Cô chó nói, anh ta yêu. Ta nói, ta không cảm thấy gì cả. Vì vậy họ nói, già tốt, nhưng ngài đừng yêu anh ta. Ta nói, cái gì? Không đời nào. Ta nói, cưng đang nói gì vậy? Dạ rồi, ta nói, được rồi. Tôi trêu cô nàng, ta nói, nếu ta yêu anh ta thì sao? Điều đó có liên quan đến cái gì hoặc với con hay không? Cô chó nói, nếu ngài yêu anh ta, hòa bình sẽ bị hủy hoại. Ta nói, hòa bình gì? Hòa bình thế giới. Cô chó nói, cá nhân, hòa bình của ngài. Nên ta nói, chào ơi, ta sợ rồi. Nhưng nói cho cùng, quý vị có thấy chút an bình nào xung quanh tôi, trong đời sống riêng của tôi không? Ta nói, à, cảm ơn cưng. Cưng hơi nhiều chuyện đấy nhé. Đại khái vậy. Hoặc người nào và người nào đó ganh tị với tôi, đại khái vậy. Ganh tị với tôi và không có thiện ý bên trong, không tôn kính bên trong. Tôi nói, đừng bận tâm, đó là vấn đề của họ. Nếu tôn kính ta, họ có công đức tốt và tu hành tiến bộ hơn. Nếu không, đó là lựa chọn riêng của họ. Ta không thể làm được gì hết. Ta không thể nói với họ điều gì. Chẳng hạn như vậy. Và họ cũng nói với tôi về thế giới thuần chay và những điều như vậy. Nhưng đã bảo rồi, nếu đó là bí mật thì tôi không thể cho quý vị biết. Thưa sư phụ, trong một buổi hội thảo trước, sư phụ nói rằng ngài có thể đặt một dòng bảo vệ khắp thế giới để giúp trong thời điểm khó khăn này trên địa cầu. Dòng bảo vệ này hoạt động thế nào? Và việc đặt dòng mới này có khiến sư phụ mất rất nhiều lực lượng không ạ? Nó hoạt động như bảo vệ địa cầu, để địa cầu không nổ tung. Ôi chào trời ơi! Đó là lần thứ hai. Lần đầu tôi đặt là cho hòa bình. Lần thứ hai này là để bảo vệ địa cầu về mặt vật chất, để loài người, bất cứ ai vẫn có thể sống ở đây, được an toàn. Cảm ơn sư phụ. Để sao chổi sẽ không va chạm vào địa cầu, ví dụ vậy. Hoặc bão lửa, mặt trời sẽ không đốt cháy thế giới chúng ta. Nhiều thứ có thể xảy ra. Hoặc sóng thần cao sẽ không phá hủy các thành phố. Ồ, cảm ơn sư phụ. Và dĩ nhiên tôi phải trả giá một số. Chứ quý vị nghĩ sao? Có bữa ăn nào miễn phí trên thế gian này không? Họ nói không có bữa cơm miễn phí. Và đó là vậy đó. Ngài hy sinh quá nhiều cho chúng con. Cũng tương tự như khi quý vị hỏi tôi, nếu tôi nói chuyện với quý vị hoặc quý vị chiếu tôi trên truyền hình thì sao? Tôi phải trả giá mỗi ngày, cho mọi thứ, mọi lúc. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng điều gì đó. Cũng có thất bại nào đó. Một điều gì đó lớn hay nhỏ tùy vào hôm đó. Biết làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ ngồi đây bảo vệ mạng sống của tôi và không bận tâm về điều gì khác sao? Cảm ơn sư phụ. Về mọi việc ngài làm. Không có chi. Tôi ngạc nhiên là quý vị hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi này là của ai vậy? Đồng tu nam hay nữ? Mọi người hết phải không? Dạ. Và từ cô nữa. Thưa sư phụ, bây giờ ma quỷ hung hăng đã không còn. Cuộc đời của sư phụ có trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không? Một chút. Nói theo một cách thì có. Tôi cảm thấy nhẹ hơn, như thể thân tôi không còn trọng lượng, theo cách nào đó. Nhưng thế giới vẫn còn đó. Thế giới cũng là một kiểu linh hồn hung hăng nào đó. Bởi vì không có nhiều người thay đổi. Họ có thay đổi, nhưng không phải cả thế giới thay đổi. Họ vẫn đau khổ, vẫn phấn đấu. Và khi nào tôi còn sống ở cõi trần này, khi nào thế giới vẫn còn tồn tại, thì đời tôi vẫn không dễ dàng. Nhưng đã nhiều thập niên rồi. Không có gì mới. Không có gì mới. Thưa sư phụ, có cách nào để tẩy trừ năng lượng còn sót lại của ma dương và ma quỷ nhanh hơn, để con người có thể thức tỉnh và thay đổi nhanh hơn, và các nhà lãnh đạo thế giới sẽ hành động nhân từ và sáng suốt hơn, và rất có thể ban hành luật thuần chay? Ồ, ước gì? Nó đã được khắc sâu vào bản thể của họ rồi. Dạ sư phụ. Đây là trong DNA đời đời kiếp kiếp của họ, thập niên này đến thập niên khác, từ vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác, từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Có lẽ thế hệ sau sẽ tốt hơn,
nếu con người vẫn còn sống sót. Con hy vọng chúng ta thức tỉnh. Tôi cũng hy vọng vậy, không phải dễ. Mình đang đối phó với những người có lực lượng của Thượng Đế đang ngủ bên trong, và bên ngoài họ chỉ hành động kiểu như ngược lại. Dạ. Họ cũng có ý chí tự do, và mình không thể can thiệp vào điều đó. Giống như tại nước Mỹ, họ nói họ có quyền hiến pháp. Vì vậy, mỗi lần có người làm điều gì đó sai, tòa án phải thi hành theo hiến pháp. Chứ họ không thể chỉ nói, ồ, quý vị sai rồi, thế là xong, vào tù. Không dùng luật sư, không cần phán xét, không có phiên tòa, không có ban bồi thẩm. Dạ, sư phụ. Là như thế đó, cho nên con người làm đúng hay sai thì cứ phải như vậy. Không ai có thể kiểm soát đầu óc họ hay làm bất cứ điều gì, ngoại trừ chính họ thức tỉnh, sẵn lòng thức tỉnh, tình nguyện thức tỉnh và thật sự hiểu tất cả là gì, như lòng nhân từ, lòng từ bi, lòng thương yêu nhân ái và bảo vệ những chúng sinh khác yếu hơn và không tự bảo vệ được như động vật. Dạ, sư phụ. Nhưng con người đã tốt hơn rồi, họ tốt hơn đối với người nghèo rồi. Họ giúp người nghèo khắp nơi, họ giúp người tị nạn, giúp người di dân. Điều đó đã là tốt lắm rồi. Covid-19 làm người ta dịu dàng hơn rồi, dịu dàng hơn nhiều. Dạ. Có tặng tiền khắp nơi, ngay cả người tàn tật đi bộ, nhiều dặm hoặc bước từng bước để gây quỹ cho chi phí liên quan tới đại dịch. Ngay cả trẻ em 5-6 tuổi bước đi trong tật nguyền để gây quỹ, thật cảm động. Dạ, sư phụ. Điều này cũng đánh thức con người trong cách nào đó, một số phẩm chất tốt của họ biểu lộ. Và trước đây không ai quan tâm nhiều lắm đến người vô gia cư. Bây giờ các chính phủ thậm chí chi hàng chục triệu tại các quốc gia khác nhau để mua khách sạn hay để thuê nhà cho người vô gia cư vào ở. Dạ, tuyệt vời, dân. Và trước đây cũng tại Đài Loan Formosa, tôi yêu cầu anh chị em đồng tu quý vị nhận người vô gia cư. Dạ, con nhớ. Bất cứ ai muốn vào với chúng ta, vì vậy có lẽ chúng ta có ảnh hưởng dây chuyền nào đó. Ồ, vâng, sư phụ. Một phần nào tôi rất vui là chính phủ thậm chí chi hàng triệu để mua khách sạn chỉ với hơn 60 phòng, để người vô gia cư vào ở, thay vì ở trong lều ngoài trời lạnh. Cho dù có lều nhưng bên ngoài trời lạnh. Lúc ở Nhật Bản tôi có một căn nhà gỗ nhỏ. Ồ, tôi có mọi thứ. Chỉ là anh chị em đồng tu quý vị lấy hết của tôi rồi. Ngay cả SMC, cả đạo tràng, họ lấy hết. Tôi phải đi sống trong một nhà kho nhỏ ở sân sau. Quý vị biết mà, phải không? Dạ. Và trong nhà riêng của tôi để họ đến thiền và tôi phải đi sống trong một hang động bên cạnh. Tôi làm hang động cho trường hợp đó. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ cần. Dù sao, và rồi tôi cứ sống trong hang động đó và trở nên quen với nó, chẳng hạn như vậy. Có một lần tôi ở Nhật Bản. Tôi có một căn nhà nhỏ ở đó, một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng cây cạnh dòng suối. Ồ, thật lãng mạn, tôi thích vô cùng. Và rừng cây bao bọc quanh tôi, mình có thể đi dạo nhiều dặm trong rừng cây và đắm mình trong tất cả năng lượng hiền hòa, nhân hậu và yêu thương này từ cây cối. Dạ, sư phụ. Nhưng sau đó tôi không thể đến đó nữa. Họ thiền ở đó. Nếu tôi đến đó nghĩa là công việc. Không còn là đi dạo lãng mạn nữa, mà sẽ là công việc. Bây giờ dù tôi đi đâu, chỉ là công việc thôi. Và một lần tôi ở đó vào mùa đông. Mùa đông họ không đến thiền vào lúc đó. Vì vậy tôi đi đến đó ở, không nhớ là bao lâu. Và có một căn nhà, dĩ nhiên căn nhà nhỏ bằng gỗ. Nhưng tôi dựng lều ở ngoài trời. Tôi nghĩ có lẽ có băng thâu hình đâu đó về cảnh đó. Tôi mặc như một bộ đồ ngủ và bên ngoài mặc áo khoác. Và tôi dựng lều nhỏ ngoài trời, lều cho một người ngoài giường. Và thời tiết chỉ khoảng âm 10 độ, nhưng rất lạnh, quá lạnh. Bên trong kiểu như hình bông tuyết khắp nơi, bên trong lều của tôi. Ôi chao! Nước kết tinh thành tuyết bên trong, tuyết khắp nơi trên vách của lều. Và tôi thậm chí có một cái chăn dày, vân vân. Cũng có máy sưởi nhỏ bên trong,
thế mà vẫn còn rất lạnh. Dạ. Cho nên tôi hiểu người vô gia cư cảm thấy thế nào khi họ phải sống trong lều, thậm chí vào mùa đông. Cho nên, tốt thay khi một số chính phủ như chính phủ Canada cũng thuê nhà cho họ bây giờ. Và quốc gia nào đã chi 13 triệu đô la cho người vô gia cư, tôi quên rồi. Quốc gia nào vậy? Con nghĩ đó là Canada, hoặc có thể con nói sai. Ồ, phải vậy không? Có chiếu trên truyền hình của mình. Dạ. Tôi không xem truyền hình nhiều lắm, nhưng chỉ bật suốt ngày đêm. Dạ, sư phụ. Nhưng tôi không thể xem ngay cả truyền hình của mình vì không có thời gian, thứ nhất. Thứ nhì, tôi giảm thiểu càng nhiều càng tốt, bởi vì tôi phải làm việc cho truyền hình vô thường sư rồi. Tôi phải xem tất cả chương trình, lỡ như có gì sai. Luôn luôn như vậy. Dù sao, tốt hơn là không có gì. Anh chị em đồng tu quý vị và chính quý vị cố gắng hết mình rồi, tôi biết chứ. Nhưng đôi khi quý vị bị quấy nhiễu và nghiệp thế gian nữa. Mọi thứ đều có vấn đề cả, không phải lỗi của riêng quý vị. Thành ra tôi luôn tha lỗi cho quý vị. Và tôi có lẽ rất có thể sẽ tiếp tục tha thứ. Cảm ơn sư phụ. Chứ tôi có lựa chọn nào đây? Tôi tập tha thứ hoài hoài kể từ khi tôi có đệ tử. Được rồi, câu hỏi kế. Sư phụ nói rằng khi chúng sinh lên tới cảnh giới thứ 5, họ vẫn còn 1% ngã chấp. Vậy khi linh hồn được thăng hoa lên cõi tâm linh mới mà sư phụ tạo ra thì sao ạ? Còn lại chút ngã chấp nào không? Không, không còn. Hay quá, tin mừng. Sau cảnh giới thứ 5 không còn ngã chấp nữa, chỉ cảnh giới thứ 5 thôi. Và thậm chí có thể có nhưng hầu như không có. Như 0,00001%. Nói thí dụ vậy. Mừng quá. Nhưng ở cõi mới không, không có. Không ai có ngã chấp có thể đến đó. Bởi vì quý vị sẽ không đi ngang qua cổng được. Quý vị sẽ nổ tung không còn gì hết. Quý vị phải để lại mọi thứ đằng sau, tất cả, nhất là ngã chấp. Quý vị sẽ trở thành trẻ sơ sinh hoàn toàn mới của vũ trụ. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi hay. Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới là quý vị có chút ngã chấp nào trên đó hay không. Tốt là quý vị hỏi. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư hội thảo cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc, phần chính. Khi linh hồn đến cõi tâm linh mới được sư phụ tạo ra, họ có còn ký ức nào về tiền kiếp của họ trên địa cầu không? Và nếu họ thấy rằng vẫn còn sự đau khổ trên địa cầu, liệu có thể chỉ bằng một ước muốn đơn thuần họ lại xuống đây nữa không ạ? Có thể là hỗ trợ cho sứ mệnh của sư phụ nếu sư phụ vẫn còn đây trên địa cầu. Họ sẽ không nhớ bất cứ gì về những kiếp trước của họ trên địa cầu. Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao. Bởi vì thế giới này và tất cả thế giới lên đến cảnh giới thứ 10 đều là ảo tưởng. Giống như quý vị xem phim và quý vị bấm nút, mọi thứ đều bị xóa hết. Nếu muốn quý vị có thể nhìn như người ta nhìn vào pha lê. Nhưng những người trên đó họ thậm chí không thể liên lạc với thế giới này. Chó của tôi, Nero, cô chó mới chết gần đây. Dân, ồ tôi khóc quá chừng. Tôi nhớ cô nàng rất nhiều, bởi vì tôi muốn ít nhất được ôm cô nàng. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi đến nơi khác để bế quan, để bình yên và tĩnh lặng hơn. Và rồi cô nàng chết một mình như vậy, và tôi không thể tha thứ cho chính mình. Dạ, sư phụ. Mặc dù tôi phải làm điều cần phải làm, tôi biết tất cả đều là ảo tưởng, nhưng tôi thương cô nàng vô dạng. Bởi vì cô nàng thương tôi vô dạng, chuyện là vậy. Đó là sự phản chiếu. Dạ. Tôi không thương họ nhiều như họ thương tôi, và không ai trên địa cầu này thương tôi nhiều như chó của tôi. Thành ra tôi thương họ. Tình thương của họ hoàn toàn thuần khiết, vô điều kiện. Họ có thể chết vì tôi bất cứ lúc nào. Họ thương tôi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày, mỗi giây phút trong ngày. Không muốn điều gì ngoại trừ thương tôi. Và cho dù tôi không gặp họ,
họ vẫn tiếp tục yêu thương tôi, thông cảm, và chờ tới ngày họ có thể gặp tôi. Họ không nghĩ gì khác, không muốn gì khác, không muốn gì ở thế giới này, không muốn thiên đàng, không gì hết. Họ thậm chí không bận tâm về thiên đàng. Cô chó của tôi đã đến cõi tâm linh mới, và bởi vì tôi nhớ cô nàng nhiều quá, tôi khóc nhiều lắm, ngay cả trong lúc bế quan. Vì vậy, ngày thứ hai sau khi cô nàng rời thân thể, cô nàng đã trở xuống đẳng cấp thấp hơn. Cô ấy đã xin phép xuống đẳng cấp thấp hơn để gửi cho tôi một thông điệp thật nhanh. Trước đó cô nàng không thể trở lại. Nếu xuống quá thấp, quý vị sẽ không trở lại cõi trên. Cô nàng đã gửi cho tôi một thông điệp. Cô nàng nói, thương từ Nero. Ồ, có thế thôi, chỉ dõn dẹn. Thương từ Nero, chỉ có ba chữ. Cô nàng chỉ có thể nói thế thôi và rồi giúp. Họ kéo cô nàng trở lên cõi trên. Họ đẩy cô nàng trở lên cõi trên. Vì vậy, nếu quý vị muốn trở lại thế giới này, sẽ có điều kiện, dĩ nhiên. Quý vị sẽ đau khổ như Chúa Giêsu hoặc các vị minh sư khác bị lột da sống, bị xiết cổ hoặc bị chôn sống và đủ thứ. Quý vị sẽ đau khổ. Họ sẽ không tha cho quý vị. Tốt hơn là đừng bao giờ trở lại. Tôi bảo mấy chú chó của tôi và tất cả những người của tôi trên đó, ở lại đó, ở yên đó. Tôi không cho phép ai đi xuống. Khi đi lên, quý vị không nhớ điều gì về nơi đây nữa. Dạ, sư phụ. Bởi vì đối với quý vị, nó quá rõ ràng rằng đó chỉ là hư không. Đối với tôi phấn đấu mỗi ngày để ngăn chặn sự hiểu biết của tôi rằng thế giới này là hư không. Nó chỉ là cái bóng của sự thật. Nó chỉ là ảo tưởng của sự thật. Và đôi khi tôi nói, tại sao tôi vất vả quá nhiều như thế này chỉ cho ảo tưởng? Bởi vì tôi không muốn, chỉ là tôi không biết giải thích làm sao. Tôi chỉ có thể bỏ đi. Dạ, sư phụ. Bởi vì dù sao tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng rồi tôi không thể quên rằng trước đây tôi cũng đau khổ. Tôi bị làm cho đau khổ để hiểu rằng trong thế giới ảo tưởng này, con người đau khổ, loài vật đau khổ, mọi chúng sinh có thể đau khổ là điều có thật. Sự đau khổ là thật. Dạ, sư phụ. Vì vậy, tôi cố gắng giữ những ký ức về tất cả đau khổ của tôi, những kiếp trước, kiếp hiện tại, hầu tiếp tục công việc của mình giúp đỡ người khác. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Rất khó cho tôi. Đôi khi phải phấn đấu. Tôi phấn đấu để lưu giữ những ký ức đau khổ này để tôi có thể hiểu rằng phải tiếp tục làm việc. Tôi chặn lại sự hiểu biết rằng thế giới này là hư không, tất cả đều là ảo tưởng. Dạ, sư phụ. Do đó, khi quý vị lên đến cõi tâm linh mới, quý vị sẽ không nghĩ về cái gì hết. Quý vị sẽ quá bận rộn, vui hưởng, sáng tạo. Chỉ có đời sống phúc lạc, không gì quấy rầy quý vị, thậm chí không có chữ buồn khổ hoặc đau đớn trong từ điển. Hay quá! Quý vị cũng không nói chuyện, nhưng quý vị biết mọi điều và luôn luôn hạnh phúc. Không có gì làm quý vị nhớ thế giới dưới đây. Và với tất cả trí huệ của mình trên đó, quý vị biết ở đây không có gì cả, hoàn toàn không có gì, như một không gian trống ở đây. Dạ, sư phụ. Và như một màn múa rối. Dạ, sư phụ. Ồ. Làm sao quý vị ngồi đó trong nhà hát múa rối và lại muốn tiếp tục ở đó hoặc giải cứu con rối đó? Không, dĩ nhiên không. Những người đã ở cõi tâm linh mới, họ sẽ không nghĩ về việc trở lại thế giới này. Rất hiếm, ngoại trừ minh sư có địa vị cao đẳng hoặc hoàn toàn từ bi và đồng thời rất hùng mạnh. Ngược lại, hầu hết các linh hồn bình thường họ sẽ không nghĩ đến việc trở lại đây, bởi vì không ai muốn trở lại hố phân sau khi họ có thể ra khỏi đó rồi. Đó là một trong những thí dụ. Thí dụ khác là giống như nếu quý vị đi xem phim trong rạp chiếu phim, và trong khi xem quý vị có thể khóc, cười hay tức giận với một số nhân vật trong đó, và tất cả cảm xúc hay sức tập trung của quý vị đều ở trong phim như thể là thật, như thể xảy ra với quý vị trong đó. Nhưng sau khi quý vị đã xem bộ phim xong và đèn được bật lên và phim đã hết, quý vị sẽ biết
Thậm chí mới vài giây trước hoặc vài phút trước quý vị vẫn còn tức giận, dậm chân, hoặc thậm chí có thể la hét vì cảnh nào đó trong phim kích động cảm xúc và cảm ứng của quý vị. Nhưng sau khi hết phim, quý vị đi về nhà, quý vị biết đó chỉ là phim bất kể là gì. Mặc dù quý vị bị cuốn hút vào đó rất nhiều trong khi xem, nhưng khi hết phim quý vị chỉ đi về nhà, hoặc quý vị chỉ tắt máy điện toán của mình nếu quý vị xem trên đó. Hoặc nếu quý vị xem trên màn hình TV, quý vị tắt đi và biết đó chỉ là vở kịch. Quý vị sẽ không nhất quyết ngồi ở chỗ của mình trong nhà hát và cố gắng nghĩ cách cứu nhân vật trong phim. Đó là như vậy. Vì thế, chỉ có chư thánh và minh sư thật sự tiến hóa cao đẳng, các ngài mới thật sự hy sinh đi xuống thế giới này để giúp mọi chúng sinh như thế. Dạ, sư phụ. Được rồi. Thưa sư phụ, sự khác biệt giữa luân hồi do bị kiểm soát bởi luật nghiệp quả của giáo chủ đẳng cấp thứ ba và bộ máy kiểm soát là gì? Những bộ máy kiểm soát không phải từ đẳng cấp thứ ba. Giáo chủ đẳng cấp thứ ba, ông tạo ra cõi vật chất này. Dạ sư phụ. Cho nên ông chiếm hữu cõi này, ông không muốn linh hồn nào rời đi. Thành ra họ cố hết sức tranh đấu với tôi, họ thậm chí xin lỗi tôi. Chúng tôi không muốn cản trở ngài, không muốn gây khó khăn cho ngài, nhưng chúng tôi phải làm vậy. Nhìn thế giới bóng của chúng tôi, ngài mang tất cả linh hồn đi lên hết, và rồi chúng tôi sẽ làm gì? Thật vậy, họ biết lỗi khi nói thế với tôi, với tất cả lòng tôn kính. Tôi nói, điều ông phải làm tất cả đều là ảo tưởng, và ông làm mọi chúng sinh đau khổ vì tất cả ảo tưởng mà ông đã tạo ra. Ta không muốn để điều đó tiếp diễn nữa. Ông chỉ cần đi với ta, đi lên cõi tâm linh mới, hoặc đừng gây đau khổ cho chúng sinh nữa, rồi ta sẽ để ông cai trị. Và linh hồn nào vẫn muốn ở lại đây với ông, ta sẽ để họ ở. Nhưng linh hồn nào muốn trở về nhà hoặc đến cõi mới của ta để vui hưởng mãi mãi, thì ông phải để họ đi. Ta nói với ông, ta không ép buộc ai cả. Tất cả đều là ý chí tự do. Nếu họ cầu ta thì ta giúp họ thế thôi. Nếu họ muốn ở lại đây, ta để họ ở lại. Chỉ là ông làm họ đau khổ quá nhiều, quá bất công, nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Ông và các thần cõi giới thấp hơn của ông cùng các bộ hạ đã tạo ra quá nhiều rắc rối, nhiều cạm bẫy, nhiều mưu mẹo để linh hồn bị mắc kẹt trong thân thể để làm điều sai trái. Rồi các ông trừng phạt họ và họ không thể đi bất cứ đâu. Và rồi luân hồi trở đi trở lại từ đời này sang đời khác và mãi mãi luân hồi trong đau khổ. Ta không chịu nổi điều đó. Ta nói với họ như vậy. Và các bộ máy kiểm soát là khác. Nó được tạo ra từ tinh cầu khác. Dân, từ một tinh cầu công nghệ cao hơn địa cầu của chúng ta. Và họ tống bất cứ ai họ không thích xuống địa cầu. Và họ tạo ra tất cả những bộ máy kiểm soát đó để những linh hồn này, những chúng sinh này không thể trở về nhà với họ, bởi vì họ coi những chúng sinh này là kẻ gây rối. Những chúng sinh này có thể thông minh hơn hoặc như là một kiểu cách mạng. Dạ. Vì vậy họ không thích. Họ chỉ muốn mọi điều giống như trắng và đen. Họ không thích ý tưởng mới, hệ thống mới, bất cứ điều gì mới. Cũng tương tự như địa cầu, quý vị không nghĩ vậy sao? Dạ sư phụ. Thành ra họ sát hại Chúa Giêsu bởi vì đó là điều họ nghĩ là mới. Và họ sát hại tất cả minh sư cũng bởi vì họ không hiểu bất cứ điều gì. Trông giống như mới đối với họ so với tôn giáo đã được thiết lập, nên họ sát hại các ngài chỉ như vậy. Cũng giống như hệ thống của các tinh cầu khác này, họ siêu việt về công nghệ, nhưng họ không có sự hiểu biết tâm linh. Họ không có kiểu mong mỏi đời sống tâm linh tốt hơn. Dạ sư phụ, họ không có tiêu chuẩn đạo đức cao, họ chỉ giỏi về công nghệ thế thôi. Vì vậy, những bộ máy này là để kiểm soát người của họ mà họ tống xuống địa cầu như tù nhân. Và rồi nếu những người này chết, họ làm những người này sống lại trong thân thể khác, bởi vì họ cũng có thể tạo ra thân thể. Hoặc họ có thể mượn thân thể từ các em bé mới chào đời khác
và tương tự như vậy. Và từ từ, những người này cũng trở thành con người và họ quên hết mọi điều nơi họ xuất thân. Nhưng một số họ vẫn còn giữ được phân nửa ký ức, nên họ có thể chế tạo nhiều thứ tốt hơn cho địa cầu, bởi vì một số họ vẫn còn giữ lại kiến thức công nghệ cao. Dạ sư phụ. Nhưng họ không bao giờ có thể thoát khỏi địa cầu, vì tất cả bộ máy kiểm soát này, cùng với sự bố trí một số chuyên gia kỹ thuật, người canh giữ, cảnh sát của họ từ tinh cầu cao hơn. Họ thay phiên nhau đi xuống để kiểm soát, vì thế người ta không thể thoát ra được. Còn nghiệp quả là từ hệ thống của tam giới. Họ dùng nghiệp quả như gieo nhân nào gặt quả nấy để kiểm soát linh hồn. Thế nên họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, vui hay buồn, giàu hay nghèo, tùy vào những gì họ làm. Dạ sư phụ. Và tôi đọc một số sách của Tam Tạng Phật giáo, sách kể về nhiều câu chuyện của Đức Phật. Khi nào tôi có thời gian, khi chúng ta có thể, khi nào có thời gian tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Tôi đã hứa với các đồng tu nam nhưng tôi chưa làm được. Không biết bao giờ mới có thời gian. Tôi đã đọc toàn bộ một trong các sách của Tam Tạng Kinh rồi. Và tôi cũng đọc các truyện khác và truyện của các tôn giáo khác. Nhưng không biết chúng ta có thời gian hay không, bởi vì chúng ta đều bận. Nhưng ít ra quý vị vẫn luôn ở đây. Quý vị ở trong môi trường làm việc của mình, được bảo vệ và quý vị luôn luôn sẵn sàng. Nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể có hội thảo. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nhưng tôi không thể có hội thảo với anh chị em đồng tu quý vị ngoài kia, bởi vì ngay bây giờ họ đều bị cách ly, hoặc họ hoàn toàn không thể tập hợp ở bất kỳ trung tâm nào vì đại dịch. Dạ phải. Vì vậy cho dù tôi muốn nói chuyện với họ, hoặc họ muốn đặt câu hỏi, họ không thể. Vì vậy, quý vị là miệng của họ, tốt lắm. Cảm ơn sư phụ. Rất tốt. Tôi ngạc nhiên về tất cả câu hỏi của quý vị hôm nay. Rất hay, rất mới. Không phải kiểu như thường lệ, rất mới và rất hay. Đặt câu hỏi hay. Vậy tôi đã giải thích đủ về sự khác biệt giữa bộ máy và nghiệp quả chưa? Dạ rồi, con nghĩ vậy. Cảm ơn sư phụ. Tốt, tốt. Nhưng tôi đã thay thế giáo chủ đẳng cấp thứ 3 rồi, quý vị biết mà, phải không? Dạ phải. Vì thế dễ hơn cho tôi đưa linh hồn lên. Nếu ông ta vẫn còn ở đó, ngay cả những người hối cải cũng không thoát ra được. Ôi chào. Không, ông ta sẽ không cho phép, bởi vì ông ta sẽ đưa tôi xem quyển sách nhân quả. Dạ. Và nếu đó là cõi giới và sự sáng tạo của ông ta, thì ông có thể mặc cả, có thể kiểm soát. Dạ. Nhưng bởi vì ông ta quá tham lam, nên ông ta cứ để tôi làm việc. Và tôi công bằng. Chỉ những ai nghe lời tôi và muốn đi lên, thì tôi mới đưa lên. Nhưng ông ta tham lam, ông ta không muốn. Bây giờ ông ta mất tất cả, ông ta cũng bị mất chức luôn. Đáng thương thay. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy. Tôi không muốn làm việc với những chúng sinh bất hợp tác này. Họ cản trở tôi quá nhiều. Và tôi không muốn mọi người trở đi trở lại hoài, đau khổ trong ảo mộng này, giống như họ luôn luôn gặp ác mộng. Đôi khi ác mộng, đôi khi giấc mơ đẹp nho nhỏ, nhưng đều là mơ ở cõi trần gian này. Dạ sư phụ. Nhưng họ đau khổ giống như trong giấc mơ, trong ác mộng, mình đau khổ giống như thật, phải không? Dạ phải. Một số người có ác mộng kinh hoàng như vậy, họ thậm chí thức dậy toát mồ hôi khắp người và vẫn còn sợ nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Không thể ngủ ngon, không thể ăn ngon vì cơn ác mộng đau thương mà họ nằm mơ. Ở cõi trần gian này cũng giống như vậy, chỉ là giấc mơ tinh vi hơn, giấc mơ công nghệ cao hơn, nên nó trông quá thật. Và họ đau khổ, cảm thấy thật hơn và lâu hơn suốt cuộc đời. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trực tuyến cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Những ai có thể thực sự được cứu chuộc, phần 10.
Thưa sư phụ, Ngài đang ở một đẳng cấp tâm linh cao như vậy, vượt ngoài sự hiểu biết của chúng con. Chắc hẳn rất khó cho sư phụ ở lại và hoạt động trong cõi vật chất này. Bây giờ sư phụ cảm thấy ra sao khi sống trong cõi giới vật chất? Làm sao sư phụ có thể ở lại đây? Như đã nói lúc nãy, tôi cũng cố gắng lắm, nhưng đành phải chịu thôi. Nếu không tôi sẽ không hoạt động được. Nhưng đôi khi cũng khó cho tôi hoạt động. Như khi tôi nắm đồ vật trong tay, kể quý vị rồi, nó cứ rơi ra. Dạ, như thể năng lượng của tôi khác với năng lượng của tay tôi. Nhưng tôi phải đóng một số cửa mới có thể tiếp tục sống ở đây. Tôi phải tập trung vào con người, vào sự đau khổ của loài vật, của tất cả những gì đau đớn và buồn khổ cho các chúng sinh ở đây, hầu đồng nhất bản thân tôi với họ và không quên giúp đỡ họ. Dạ sư phụ. Nếu tôi tập trung vào mặt kia, thấy đây chỉ toàn là ảo tưởng, và tôi biết rất rõ ràng, như quý vị nhìn gương biết đó là khuôn mặt của mình, mà không phải là mặt của mình. Dạ sư phụ. Giống như quý vị nhìn vào gương, trông giống quý vị, nhưng quý vị biết chỉ là sự phản chiếu từ tấm gương. Ngay khi quý vị rời đi, thì không có gì trong gương nữa. Tương tự như vậy với trạng thái của người khai ngộ, biết tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng phải ở lại để giúp đỡ, bởi vì đó là lý do mà mình ở đây. Đó là lý do mà mình xuống trần. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc nhở bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. Tôi đóng bản thân tôi lại, đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc. Như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống như một con người. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Đó là câu hỏi cuối của chúng con, thưa sư phụ. Tốt, tốt. Bởi vì quý vị yên lặng quá, tôi nghĩ sẽ không còn câu hỏi nữa. Có thêm câu hỏi nào khác không? Sau khi tôi trả lời quý vị, có điều gì không rõ ràng không? Quý vị có thể hỏi thêm. Thưa sư phụ, khi đi ra ngoài và tiếp xúc với những người khác, chúng con nên trở lại, tự cách ly chính mình. Nhưng điều đó cũng bao gồm các đồng tu khác, phải không ạ? Phải, tất cả mọi người, không chỉ quý vị. Quý vị nghĩ tôi nói tất cả điều đó chỉ cho nhân viên nội bộ thôi sao? Bởi vì một số đồng tu nghĩ rằng gặp các đồng tu khác không sao. Tôi không biết họ hoạt động bên ngoài thế nào, nhưng tôi đã nói rõ ràng, không cộng tu. Dạ phải, dân. Đó nghĩa là không gặp các đồng tu khác. Dạ sư phụ. Nhưng nếu họ muốn sống đời họ theo cách họ muốn, tôi không có quyền cấm cản bất cứ ai làm những gì họ muốn cho đời họ. Tôi chỉ hướng dẫn họ, nhưng cũng rất khó cho họ không gặp ai. Đó là bản tánh của con người. Họ thích tụ tập, thích gặp người khác, thích trò chuyện và mấy thứ đó. Tôi chỉ biết lắc đầu và nghĩ, tại sao họ lại muốn mấy chuyện đó? Tại sao họ phải trò chuyện với người khác chẳng vì mục đích gì? Trò chuyện vớ vẩn và những chuyện thật sự không quan trọng. Hay là tại sao họ cần phải có người khác bầu bạn, hoặc càng đông càng vui? Tôi không hiểu mấy chuyện đó, nhưng không sao, đó là đời họ. Họ không thể cách ly xã hội hoàn toàn, giống như cách tôi muốn làm, bởi vì đó là thói quen của họ. Họ thích có bằng hữu, thích có bạn bè, cảm thấy cô đơn nếu ở một mình. Dạ sư phụ. Vì vậy tôi nói đi nói lại với quý vị trong tất cả các buổi hội thảo này, để họ cảnh giác hơn, và càng ít tiếp xúc càng tốt. Dạ sư phụ. Nhưng tôi không thể cấm con người, nhất là ở một số quốc gia nơi họ công bố đã an toàn rồi. Ví dụ như Âu Lạc Việt Nam, họ công bố không còn người nhiễm COVID-19 vài tuần trước, vài tháng trước. Tôi không biết bây giờ thế nào, nhưng đôi khi đại dịch trở lại. Làn sóng thứ hai hoặc làn sóng thứ ba đã bùng phát tại một số quốc gia. Vì vậy, quý vị không bao giờ có thể thật sự cẩn thận cho đủ. Đó là lý do tôi lãng phí tất cả thời gian bế quan của tôi, duy trì những buổi hội thảo này, hy vọng rằng quý vị lưu ý, hoặc ít nhất là hết sức cẩn thận, tự bảo vệ mình.
Còn những người khác thì tùy thôi. Tôi không phải chính phủ hoặc tổng thống. Tôi không thể ban hành luật để cấm mọi người. Và những đồng tu này, có thể họ tin rằng các đồng tu khác không bị bệnh. Họ nhớ nhau, nên họ phải gặp nhau. Vì vậy, họ chấp nhận rủi ro. Tôi phải làm gì đây? Quý vị muốn tôi làm gì? Khóa nhà họ lại à? Ném chìa khóa xuống biển hả? Mọi người không biết cảm giác ở một mình là như thế nào. Họ không hiểu niềm vui của nó.